chương 4020, bói toán đại sư. Đại sư, thất kính, người trẻ tuổi vội vàng đứng dậy, hắn vái chào lăng hàn. Bản thiếu, tại hạ họ nghiêu, tên kiếm hoa. Đại sư, người đã nhìn ra tại hạ vận rủi quấn thân, có biện pháp hóa giải. Lăng hàn lộ ra vẻ trầm ngâm, hắn lại cố ý kéo dài, nói. Thôi được, đã gặp nhau chính là hữu duyên, ta sẽ dùng pháp nhãn giúp ngươi. Đa tạ đại sư, nghiêu kiếm hoa vui mừng quá đỗi, mấy ngày qua hắn liên tục bị vận rủi quấn thân. Hắn dự tính đi đế đô phúng túng một phen, kết quả đi đường gặp chuyện xui xẻo nên không như ý, mặc dù vẫn đi, mỹ nữ nằm trong ngực nhưng hắn không có cảm giác gì, cuối cùng còn nhận ánh mắt khác thường của người ta, giống như đang nói hắn không có năng lực phương diện đó, người đến thanh lâu làm cái gì. Đây là bi ai lớn nhất của nam nhân, cho nên, hắn nhất định phải xua tan vận rủi, không tiếc trả giá. Lăng Hàn bấm ngón tay tính toán, dáng vẻ cao thâm mà chắc nhưng trong mắt bốn lão giả, Lăng Hàn đang làm trò. Một lát sau, Lăng Hàn lắc đầu, nói, cổ quái, thật sự là cổ quái, y theo quẻ tượng, ta bói ra ngươi không phải người nơi này. Ai, xem ra ta vẫn học nghệ không tinh, không phải người nơi đây, chẳng lẽ là quỷ hay sao? Ha ha, như thiểu, thật sự xấu hổ, là ta khoác lác rồi. Hắn nói xong lời này, như kiếm hoa và bốn lão đầu đều há to miệng, dáng vẻ ngươi mới là quỷ, chúng ta mới là người nhìn thấy quỷ. Không phải sao, Lăng Hàn lại bói ra bọn họ không phải người nơi này. Nếu như Lăng Hàn nói thẳng bọn họ đến từ tinh không, nội tâm bọn họ sẽ sinh nghi, có lẽ Lăng Hàn chính là đạo tặc gõ ám côn. Lăng Hàn bây giờ lại nói ta tính sai rồi, ngược lại làm cho năm người tin tưởng không nghi ngờ, ra hỏa này hiểu bói toán. Cao nhân, quá cao, như kiếm hoa vội vàng khuyên, nói, đại sư, đại sư, cũng không phải là người học nghệ không tinh, người tính đúng rồi. Lăng Hàn lập tức sợ hãi, hắn lui về phía sau. Các ngươi, các ngươi thực sự là quỷ, chúng ta không phải quỷ." Một lão giả tức giận nói, lại nói lung tung, rút đầu lưỡi của ngươi, ngươi nha, dám nói chúng ta là quỷ, như vậy khác gì đang mắng người." Ngưu Kiếm Hoa lườm lão giả đang tức giận nói, "Ngậm miệng, không nói lời nào sẽ có người nào nói ngươi bị câm." Lão giả kia muốn phản bác hoặc giải thích nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Ngưu Kiếm Hoa, hắn lập tức im lặng không nói gì. Ngưu Kiếm Hoa nhìn về phía Lăng Hàn, nói: hạ nhân không hiểu quy củ, xin đại sư không nên chấp nhặt với hắn. Các ngươi là quỷ, chết còn phân quý tiện, Lăng Hàn vẫn nói hưu nói vượt, bốn lão đầu tức giận, người mới là quỷ, cả nhà ngươi đều là quỷ. Nghiêu kiếm hoa cười ha ha, đột nhiên một con ruồi bay vào miệng hắn, tiếng cười của hắn giống như bị người ta chém một đao, vừa cất tiếng cười liền dừng lại. Hắn liên tục ho khan nhưng không thể nhổ con ruồi ra ngoài. Có thể đừng xui xẻo như vậy được không? Đại sư, chúng ta không phải quỷ, chúng ta đến từ tinh thể khác, cho nên người mới có thể nói ra chúng ta không phải người nơi này. Hắn lập tức giải thích, sợ dọa Lăng Hàn. Lăng Hàn lúc này mới nửa tin nửa ngờ. Thật, hắn thật bội phục năng lực biểu diễn của mình. Nghiêu kiếm hoa gật đầu. Tự nhiên là thật, ngươi nói ngươi là người tới từ những ngôi sao trên trời trong truyền thuyết sao. Lăng Hàn chỉ vào bầu trời. Đương nhiên, Nghiêu kiếm hoa khôi phục vài phần ngạo khí, khoanh tay nói. Các ngươi quả nhiên là quỷ, ngôi sao nhỏ như thế làm sao có người. Lăng Hàn lắc đầu liên tục, bày ra dáng vẻ hiểu chuyện. Không có lừa ngươi, ngôi sao nhỏ như vậy là vì nó cách nơi này quá xa. Như kiếm hoa giải thích, trong lòng có cảm giác phiền muộn, nếu không phải hắn vì xua tan vận rủi, hắn đã có suy nghĩ đập chết Lăng Hàn, tên nhà quê này thật sự ngu muội. Chúng ta đến từ Bách Thắng Tinh, đó là tinh cầu tu luyện, lão tổ nghiêu gia chính là trưởng lão tinh Long Giáo, hóa linh chân quân. A, à, Lăng Hàn gật đầu, cuối cùng cũng mò ra lai like lịch kẻ này hắn vẫn làm ra vẻ hoài nghi, thật sự có tinh thể khác. Đương nhiên, Nghiêu Kiếm Hoa gật gật đầu, sau đó hắn nói, Đại sư, người có biện pháp phá giải vận rủi của ta không? Lăng Hàn lại bấm ngón tay và làm nhảm một mình, nói. Ta không thể xua tan vận rủi của ngươi nhưng có thể thi pháp giúp ngươi thoát khỏi tình huống cấp thiết. Mặc dù Nghiêu Kiếm Hoa có phần thất vọng, hắn vẫn lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói. Vậy thì làm phiền đại sư, Lăng Hàn lẩm bẩm một lần, lại quan sát phết sưng trên đầu Nghiêu Kiếm Hoa, một lát sau hắn nói ta sẽ tập trung vận rủi vào cục u này thời điểm cục u biến mất ngươi không cần lo lắng thật hay giả mặc dù nghiêu kiếm hoa có suy nghĩ thử mọi biện pháp khi tuyệt vọng dù sao hắn cũng không phải đồ đần cũng hoài nghi nhìn lăng hàn dễ dàng như thế tại sao hắn có cảm giác ra hỏa này đang lừa gạt mình theo ta quan sát vết sưng này sẽ biến mất trong hai ngày không tin ngươi thử xem đi lăng hàn cười nói lúc trước hắn xuất thủ lại sợ chết người bởi vậy không dùng bao nhiêu lực, như kiếm hoa mới khỏi nhanh như thế. Cũng may hắn hiện tại gặp Lăng Hàn, lại qua hai ba đêm, vết xương biến mất, âm khí trên mảnh vỡ mộ bia sẽ tự tiêu tan, khi đó còn vận rủi gì chứ. Xin đại sư bồi tiếp tại hạ hai ngày, vạn nhất có đột biến xảy ra, đại sư có thể xuất thủ cứu viện. Như kiếm hoa từ tốn nói, hắn đã hạ quyết tâm, nếu quả thật như Lăng Hàn nói, hai ngày sau vận rủi bám vào người hắn biến mất, hắn nhất định sẽ nâng Lăng Hàn như thượng khách. Nhưng nếu Lăng Hàn đang lừa gạt hắn, hừ hừ, vậy hắn sẽ trở mặt vô tình, khi đó Lăng Hàn sẽ biết cái gì gọi là đau không muốn sống. Xem ra, ta không có lựa chọn khác rồi. Lăng Hàn nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của bốn lão giả, hắn nhún nhún vai nói. Đại sư hiểu là tốt rồi. Nghiêu kiếm hoa gật đầu. Ban đêm, bọn họ cùng nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, Lăng Hàn tu luyện lúc mặt trời mọc, bởi vì hắn cách thất văn đỉnh phong một tia, chỉ cần tu luyện 10 phút là xong việc bốn lão giả thấy thế đều xem thường thật sự là đồ nhà quê thâm sơn cùng cốc tu luyện cũng gà mờ lại lãng phí thời gian tu luyện tốt nhất nếu không phải bọn họ bị khốn tại bình chướng tu luyện cũng không có tác dụng gì khẳng định lúc này đang không ngừng khổ tu trong mắt của những người này hình tượng lăng hàn cũng kém đi rất nhiều sau khi ăn điểm tâm bọn họ gấp rút lên đường a à, các ngươi cũng đi thái cổ tông sao lăng hàn tỏ ra vẻ tò mò hỏi như kiếm hoa bật cười a à, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tham gia thi đấu luận võ? Thật sự cười chết người, lại yếu đến cặn bã. Lăng Hàn gật gật đầu, đương nhiên, ta muốn vị trí đệ nhất đấy. Phốc, năm người như kiếm hoa đều cười to, chương 4021, đột phá khai khiếu. Tiếng cười vang lên, không phải sao, một tên minh văn cảnh, hơn nữa là gia hỏa tu luyện qua loa lại còn nói đoạt vị trí đệ nhất giải thi đấu luận võ, thật sự buồn cười. Sau khi như kiếm hoa cười mệt cũng lười đả kích Lăng Hàn, Nghĩ lại cũng phải, người ta có nghề chính là xem bói, giá trị vũ lực yếu một chút cũng rất bình thường. Lăng Hàn cũng cười theo, nhìn qua có phần ngốc nhưng trong lòng lại nói thầm, nếu như Nghiêu Kiếm Hoa biết mình là người gõ ám côn hắn, mang vận rủi tới cho hắn, khi đó gương mặt của hắn sẽ biến hóa thế nào. Chơi rất vui nha, thiếu chủ, lần này lão chủ nhân suy tính sai lầm, không nghĩ tới cường giả bên trong lồng giam đã nhao nhao xuất thế, bằng không nơi này chỉ có tiểu nhân vật tầm bí cảnh mà thôi, Mấy người chúng ta cũng có thể giúp thiếu gia thu tất cả bảo vật. Nói đến giải thi đấu luận võ, tự nhiên cũng nhắc tới viên tiên quả kia, vẻ mặt lão giả cảm khái mười phần. Hắn thấy Lăng Hàn chỉ là một con kiến, cho rằng hắn biết một ít chuyện cũng không sao cả. Trên thực tế, chuyện này không phải cơ mật gì, Như Kiếm Hoa gật đầu, không có biện pháp, cách xa nhau quá xa, cho dù là Hóa Linh chân quân thôi diễn cũng sẽ bị năng lượng thần bí trong vũ trụ ảnh hưởng mà sinh ra sai sót, từ tình huống hiện tại mà xem, bọn họ tới chậm một năm, khi đó không có cường giả tiên đồ xuất thế. Hiện tại nơi này có hơn 5 tên hóa linh chân quân, cho dù là lão tổ nghiêu ra tới cũng không có khả năng một tay che trời. Hiện tại có hóa linh chân quân xuất thế, chẳng những bản thiếu chiếm không được tiện nghi, người tới sau đó cũng giống như vậy, rất công bằng. Hắn thì thào nói, nhưng mà, lần này thái cổ chân quân đã lấy ra một viên tiên quả nhị tinh, có ít cũng sẽ muốn lấy nhiều hơn, để bù đắp tiếc núi không tới được phiêu miểu phong hắn áp chế cảnh giới không đột phá chính là vì đi phiêu miểu phong kết quả hắn đã bỏ qua còn tốt nếu như có thể ăn một viên tinh la lan quả hắn cũng có thể đền bù tổn thất trở về chính vì như thế nên hắn mới áp chế tu vi phải chờ sau khi kết thúc giải thi đấu luận võ mới đột phá lang hàn đứng bên cạnh nghe ngóng hắn càng ngày càng rõ ràng lai lịch của những người này hắn rất muốn biết những người này vượt qua tinh không như thế nào về sau hắn khẳng định cũng sẽ đi vào tinh không đến những tinh thể khác không có khả năng vẫn ở lại trên thiên hải tinh. Dù sao đây chỉ là tinh thể nhỏ mà thôi, năm đó có thể bị phân đất phong hầu cho một tiểu thừa cảnh, có lẽ nội tình không quá thâm hậu. Một đoàn người đi không nhanh, cho nên thẳng đến lúc trạng vạng tối, bọn họ mới đi đến Thái Cổ Tông. Đến nơi này, cho dù là nghiêu kiếm hoa cũng không dám khoa trương, nơi này có một tên cường giả hóa linh chân quân tỏa chấn, cho dù mang danh hào lão ra từ nhà hắn ra cũng không có hiệu quả tốt. Bọn họ đi tới báo danh nhưng Thái Cổ Tông có quy củ, trừ người dự thi, tất cả người ngoài không được đi vào. Cho nên bốn lão giả cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài mà thôi, mặc dù bọn họ không phải rất yên tâm nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện thiếu gia bình an trong thái cổ tông, nếu không một khi nghiêu kiếm hoa xảy ra chuyện, già trẻ trong gia tộc của bọn họ sẽ chôn cùng. Lăng Hàn cũng ghi danh, hắn được phân phối cùng một tiểu viện với nghiêu kiếm hoa. Kỳ thật cái viện này có tổng cộng bốn phòng nhỏ, trừ Lăng Hàn và nghiêu kiếm hoa ra, còn có sẽ có thêm hai người nữa nhưng trước mắt còn trống không không nên đi lại lung tung, nơi này có một vị hóa linh chân quân, nếu như dẫn ra tai họa nào đó, người chết như thế nào cũng không biết. Nghiêu kiếm hoa cảnh cáo Lăng Hàn, Lăng Hàn không để ý đến, hắn vào phòng, dự định xung kích khai khiếu cảnh. Nghiêu kiếm hoa hừ một tiếng, hiện tại hắn tạm thời chịu đựng Lăng Hàn, nếu như ngày mai vận rủi vẫn không dứt, hắn sẽ cho Lăng Hàn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ba, một đám phân chim rơi vào đầu hắn, toàn thân Nghiêu kiếm hoa run run, Vừa rồi hắn suy nghĩ nhập thần nên mới trúng một đám phân chim vào đầu, việc này không may cỡ nào. Lại qua một hồi, lại có người mới đi vào, đầu tiên là niên nam tử hơn 20 tuổi, tên là Tôn tầm sau đó là một mỹ nữ trẻ tuổi xuất hiện, nàng tên là Tiêu Huyên nhưng kiêu ngạo không gì sánh kịp, bởi vì dung mạo xinh đẹp, như kiếm hoa và Tôn tầm tìm các loại lý do tới gần nàng. Lăng Hàn quên đi tất cả, một lòng sung kích khai khiếu. Hắn nhất định phải đột phá trong hai ngày nay, nếu không một khi giải thi đấu luận võ bắt đầu, đối thủ của hắn căn bản đều là tầm bí cảnh, nếu như cố ý chiến bại còn dễ nói nhưng nếu như thắng, như vậy sẽ có bao nhiêu người liên tưởng hắn tới cái tên Lăng Hàn. Sinh mệnh bảo quả đầy đủ, bắt đầu, Lăng Hàn buông áp chế cảnh giới, cấp độ sinh mệnh bắt đầu tăng lên. Có thể đột phá cả thất văn, bước vào khai khiếu đối với Lăng Hàn mà nói chỉ là chuyện không có gì khó khăn. Cái gọi là khai khiếu cảnh chính là mở khiếu huyệt trên người của mình. Làm như vậy sẽ được cái gì? Đầu tiên, khiếu huyệt có thể cho phép bí lực lưu truyền, Nói cách khác, nếu như công kích sẽ gia tăng thêm một loại thủ đoạn công kích, hơn nữa, số lượng khiếu huyệt cũng không phải một cái, bởi vậy tu hành khai khiếu cảnh đến cực hạn thì tất cả bộ vị thân thể đều có thể phát động công kích, hiển nhiên cũng khó lòng phòng bị. Đương nhiên, lực lượng trong khiếu huyệt công kích cũng có hạn, uy lực không thể so sánh với quyền, trường, cước công kích. Thứ hai, khiếu huyệt có thể lưu thông bí lực, còn có thể dẫn dắt lực lượng thiên địa, bởi vậy, thời điểm tu luyện cũng có thể gia tăng năng lực hấp thu thiên địa lực. Mở ra số lượng khiếu huyệt càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Nghe nói, cơ thể người tổng cộng có 108 khiếu huyệt nhưng có rất ít người có thể mở ra toàn bộ, trên lý luận, đánh ra 36 cái đã đầy đủ xung kích tầm bí cảnh. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất, xưng là đệ nhất cảnh. Nếu như còn có thể mở ra càng nhiều khiếu huyệt, thẳng đến 72 cái, khi đó sẽ có một lần biến chất, xưng là đệ nhị cảnh. Có thể mở toàn bộ 108 cái khiếu huyệt có thể gọi là đệ tam cảnh. Nhưng Dường như trừ thập nhị chính kinh ra, còn có tám kỳ mạch, nghe nói số lượng khiếu huyệt không chỉ 108 cái, những nơi này gọi là ẩn huyệt nhưng nó chỉ thuộc về truyền thuyết, chưa từng nghe nói có người nào có thể mở ra. 3. Lăng Hàn cảm thấy thân thể buông lỏng, hơi nhấc ngón tay, một đạo kinh khí từ đầu ngón tay bay ra ngoài, nó cũng đánh nát chén trà. Khai khiếu cảnh, hắn đã mở ra khiếu huyệt đầu tiên. Nhưng mà, cấp độ sinh mệnh tăng lên vẫn chưa dừng lại, Lăng Hàn nhanh chóng mở khiếu huyệt thứ hai, sau đó là cái thứ ba cái thứ tư, một hơi mở chín khiếu huyệt thì cấp độ sinh mệnh mới dừng lại. Hắn hiện tại mở chín huyệt, đặt trong khai khiếu cảnh phổ thông đã tu hành vượt qua cảnh giới sơ kỳ, bước vào trung kỳ. Hắn vừa đột phá thất văn, cho nên xem như hậu tích bạc phát, mới có thể một lần đột phá liền đả thông chín khiếu huyệt. Chín ái khiếu huyệt có hai cái trên ngón tay, một cái trên cánh tay, ba cái trên ngực bụng, còn có ba cái trên đùi. Tâm niệm hắn khẽ động, chín cái khiếu huyệt đồng thời thả bí lực, phốc phốc phốc, lập tức làm gian phòng rối loạn hơn. Ta có tính là con nhím hay không? Hắn cười nói, khai khiếu, hắn cách tiên đồ càng ngày càng gần. Trường 4022, tìm hiểu, tạm thời không có khả năng tăng thêm, lang hàn rời khỏi phòng, hắn nhìn thấy như kiếm hoa và một nam tử trẻ tuổi khác đang vây quanh một mỹ nữ. Nữ tử kia thân mặc váy màu xanh nước biển, dáng vẻ thước tha mềm mại, tướng mạo động lòng người, làn da trắng như tuyết và bóng loáng như mỡ dê, dung mạo rất xuất chúng, khó trách có thể hấp dẫn hai người nghiêu kiếm hoa vây quanh như vậy. Lăng Hàn nhìn sang liền thu hồi ánh mắt, sau khi nghiêu kiếm hoa phát hiện hắn đi ra ngoài, hắn như hiến vật quý nói với nữ tử. Tiêu cô nương, đây chính là bói toán đại sư mà ta nói, linh nghiệm đến ghê gớm. Vết sưng trên đầu hắn ngày hôm qua đã biến mất, vận rủi quấn quanh người hắn cũng không cánh mà bay, Ròng dã một buổi sáng, hắn cũng không xui xẻo uống nước tê răng, đột nhiên đánh rắm, hắn đã tin tưởng vận rủi đã rời đi. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng tin tưởng thân phận bói toán đại sư của Lăng Hàn không nghi ngờ. Thần kỳ, dừng lại, tên nam tử trẻ tuổi khác tên là Tôn Tầm, hắn lắc đầu nói. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa làm sao có thể là bói toán đại sư. Chí ít cũng phải là cường giả sinh đan thậm chí là chân ngã cảnh mới có tư cách đi thôi diễn thiên cơ, huống chi còn cải biến vận mệnh. Hắn không tin Lăng Hàn là bói toán đại sư, như kiếm hoa đầu chịu mất mặt trước mỹ nữ, hắn vội vàng nói ngươi không hiểu cũng không cần nói mò đây tuyệt đối là một vị bói toán đại sư ha ha nghe ngươi nói như thế chỉ sợ hắn còn không biết tên của người ta tôn tầm cười ha ha nghiêu kiếm hoa lập tức nghẹn lời ngay từ đầu hắn căn bản khinh thường biết tên lăng hàn sau đó mở miệng là một tiếng đại sư cũng quên hỏi tên lăng hàn tiêu huyên ngược lại sinh ra mấy phần hứng thú nàng hỏi lăng hàn xin hỏi vị đại sư này xưng hô như thế nào lăng hàn ra vẻ cao thâm nhìn sang tiêu huyên một chút mới nói ta tên tàn giả, cái tên này còn dường như còn lộ ra khí thức thần bí khó dò. Tiêu huyền hoa một tiếng, nói, thật giả, làm sao lại lấy cái tên này, ngươi không có họ sao, ngươi không phải họ tàn chứ, nàng hiếu kỳ như trẻ con, trên mặt lăng hàn đầy vết đen, vấn đề này ngươi phải hỏi tàn giả chứ, liên quan gì tới hắn. Tàn giả đại sư, không bằng ngươi cũng tính cho ta một quẻ đi. Tiêu huyên nũng nịu nói, lăng hàn xoay người rời đi, muốn bản đại sư xuất thủ, chỉ bằng một câu nói của ngươi sao nói xong hắn liền biến mất trước cổng làm ra vẻ phong phạm cao nhân nghiêu kiếm hoa vốn định ngăn cản nhưng tâm tư lại nằm trên thân tiêu huyên hắn cũng lười quan tâm tới dù sao vận rủi biến mất đã chứng minh lăng hàn thật sự là đại sư hắn cũng không dám tùy ý đắc tội nghe nói những đại sư này chứ biết thanh trừ vận rủi còn có thể mang vận rủi tới cho người khác hắn cũng không muốn vừa mới khôi phục bình thường lại bắt đầu sinh hoạt không may thú vị tiêu huyên nhìn cổng trong miệng thì thào sau đó duỗi lưng mệt mỏi, đường cong duyên dáng ẩn hiện, hai người như kiếm hoa nhìn không rời mắt, nói. Trở về ngủ chưa một hồi, làn da tốt thì tâm tình mới tốt. Lang Hàn đi lại trong thái cổ tông, hắn đã cải biến khuôn mặt, tự nhiên không sợ bị người khác nhận ra thân phận chân thật. Nhưng trong những người dự thi như bọn họ lại bị hạn chế khu vực hoạt động, một khi đi ra ngoài sẽ có đệ tử thái cổ tông quát bảo ngưng lại. Mặc dù Lăng Hàn dùng một tay cũng có thể chụp chết loại đối thủ như vậy nhưng hắn dám gây chuyện hay sao? hắn lôi kéo làm quen với những đệ tử chung quanh, có người miệng rất nghiêm, có người lại có mau bệnh khoác lác, nghe hắn hỏi vài câu liền phun toàn bộ tin tức mình biết ra ngoài. Thái cổ tông rất cường đại, trong lồng giam, thái cổ chân quân có một đống tùy tùng, không thiếu cường giả chân ngã, sinh đan cảnh, hiện tại thoát khốn, những người này đều đảm nhiệm chức vị quan trọng trong thái cổ tông. Dưới tông chủ bố trí bốn trưởng lão, đều do cường giả chân ngã cảnh đảm nhiệm, dưới trưởng lão là chín tên hộ pháp, do sinh đan cảnh đảm nhiệm, xuống dưới là chú đỉnh cảnh, chúc cơ cảnh cũng chỉ tương đương đệ tử cao cấp, cũng không có thực quyền gì. Đương nhiên, bên trong Thái Cổ Tông nhiều nhất chính là đệ tử phổ thông dưới tiên đồ. Thái Cổ Trân Quân có ba tên đệ tử thân truyền, đại đệ tử tên là Đặng Khởi, đã bước vào chú đỉnh cảnh, nhị đệ tử tên là Hàn Cương, mới vừa thành tựu trúc cơ, tam đệ tử tên là Liễu Quân, cảnh giới thấp nhất, là tầm bí cảnh. Nguyên bản còn có đệ tử thứ tư là Tân Như Nguyệt nhưng đã bị Lăng Hàn xử lý. Giải thi đấu luận võ lần này, Liễu Quân cũng tham gia, nghe nói chiến lược đáng sợ, vô cùng có thể là thiên tài nhị tinh. Lăng Hàn nhướng mày, thiên tài nhị tinh tầm bí cảnh, thật sự khó giải quyết. Nếu như đối với thiên tài nhất tinh trên tầm bí cảnh, Lăng Hàn vẫn có nắm chắc tất thắng nhưng thiên tài nhị tinh. Nếu như gọi tầm bí cảnh là phàm cảnh, chiến lược của thiên tài nhị tinh sẽ tiến vào cấp độ khác. Lăng Hàn hiện tại nhất định phải che giấu tung tích, không thể vận dụng rất nhiều thủ đoạn, hắn khó đấu với đối thủ như vậy. Nhưng ta được chân huyết tổ vương rèn luyện, lại nhìn thấy rất nhiều hình ảnh bàn thạch tổ vương chiến đấu khi còn trẻ, tầm mắt tăng lên rất nhiều, lại phối hợp nhãn thuật, chưa hẳn không thể nhìn rõ nhược điểm của đối thủ, từ đó đạt được thắng lợi. Lăng Hàn cũng không có tự tin mù quáng, liễu quân cao hơn hắn một đại cảnh giới, hơn nữa còn là thiên tài chân chính, hắn tuyệt đối không có khả năng chủ quan. Hắn trở lại trong sân, phát hiện Nghiêu Kiếm Hoa đang tranh luận gì đó với tôn tâm, đỏ mặt tía tai, ai, tiêu huyên không xem trọng người nào, hai người các ngươi tranh cái gì mà tranh. Lăng Hàn trở về phòng, ngày mai bắt đầu giải thi đấu luận võ, hắn còn có thể tu luyện một lần, có thể tăng lên một chút cũng tốt. Nếu như còn có băng nguyên thạch, Lăng Hàn tin tưởng tu luyện một lần đủ để cho hắn mở ra một khiếu huyệt nhưng bây giờ, ít nhất phải mất 5-6 ngày. Ban đêm, Thái Cổ Tông cũng bảo đệ tử tới thông chi, giới thiệu cách tiến hành tranh tài vào ngày mai. Bởi vì nhân số đến đây dự thi quá nhiều, nếu cử hành chia đội chém giết một đấu một, có khả năng sẽ mất thời gian một tháng, thậm chí còn lâu hơn, bởi vậy, ngày mai sẽ tiến hành đấu loại quy mô lớn, trực tiếp chọn ra 32 hạt giống mạnh nhất. Một khi tiến vào top 32, liền có thể lựa chọn có bái nhập Thái Cổ Tông hay không, nếu có thể tiến vào top 16, liền có thể lựa chọn bái nhập làm môn hạ một vị hộ pháp nào đó, còn nếu tiến vào trước 8, trưởng lão sẽ xuất động thu đệ tử. Trước 4 liền có cơ hội bái nhập môn hạ Thái Cổ chân Quân, trở thành đệ tử chân truyền. Vòng đấu loại rất đơn giản, bỏ tất cả mọi người vào trong một ngọn núi và phát động hỗn chiến, thời gian là một ngày, lúc nào chỉ còn lại 32 người, đấu vòng loại sẽ kết thúc, còn nếu sau một ngày còn có vượt qua 32 người, vậy thì xem ai đi ra trước, 32 người đi ra đầu tiên sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Yên tâm, người đã giúp ta khô trừ vận rủi, bản thiếu gia sẽ mang theo người tiến vào 32 vị trí đầu, người chỉ cần đi theo bản thiếu gia là được rồi. Nghiêu kiếm hoa vỗ vỗ vai lăng hàn, ngạo nghễ nói. Kỳ thật lời này là nói cho tiêu huyên nghe, dụng ý đương nhiên là nói, người xem, ta mạnh bao nhiêu, Tôn tầm lạnh lùng nói, ha ha, ta thấy người tự thân khó bảo toàn, còn muốn bảo hộ ai? Hắn dội nước lạnh vào mặt nghiêu kiếm hoa, chương 4023, tranh tài. Gương mặt tiêu huyên vẫn lạnh nhạt, dưới cái nhìn của nàng, nghiêu kiếm hoa và tôn tầm tranh đấu hoàn toàn là tiểu nam sinh cố gắng biểu hiện trước mặt nàng, là trẻ con. Nàng lại có chút hứng thú với lăng hàn, rốt cuộc là người thế nào có thể lừa gạt nghiêu kiếm hoa, ra hỏa này mặc dù phách lối, ngạo mạn, nhị thế tộc kiêu ngạo trùng thiên nhưng thấy thế nào cũng không giống đầu ngu bốn người ra khỏi tiểu viện bên ngoài có thật nhiều người đều là người tới tham gia giải thi đấu luận võ đen nghịt tất cả đều là đầu người đếm thế nào cũng có hơn vạn người hiện tại trên thiên hải tinh trí ít đã có một vạn tầm bí cảnh rồi mặc dù hoàn cảnh thiên địa đại biến có bảo quả có thể giúp người ta một đêm bước vào tầm bí cảnh nhưng đây chỉ là số ít nhưng bây giờ nhìn thấy hơn vạn tên tầm bí cảnh lăng hàn cảm thấy hắn xem thường quy mô của lồng giam đương nhiên nơi này còn có rất nhiều hải tộc nhưng cho dù diện tích hải vực lớn hơn nữa còn là lập thể có thể thai ngén càng nhiều sinh mệnh nhưng cũng không đến mức có quá nhiều tầm bí cảnh như vậy cho nên phần lớn người đều đi ra từ bên trong lồng giam có ít người thật sự khó lường lăng hàn mở nhãn thuật ra thấy được mấy người có thực lực cường đại khí huyết cực kỳ tràn ngập bọn họ cực kỳ trói mắt trong đám người có khả năng cũng giống như hắn những người này cũng không phải muốn bái vào làm môn hạ của thái cổ chân quân mà là muốn tiên dược không nhìn thấy hồng thiên bộ, lang hàn cao mày, chẳng lẽ hồng thiên bộ đột phá tiên đồ, nếu không, hắn tuyệt đối không thể nào bỏ lỡ cơ hội này. Cũng có khả năng khác, hồng thiên bộ đã bị cửu linh chân quân thu làm đệ tử, cho nên sẽ lãng tránh một chút. Lang hàn có khuynh hướng cái trước, hồng thiên bộ là người có thiên phú võ đạo vô cùng cường đại, lại có đại cơ duyên, sớm đạt tới tầm bí cảnh đỉnh phong cũng không phải chuyện ly kỳ. Như vậy hắn có được một khối thần thạch đỉnh cấp xây tiên cơ, còn không đột phá thì chờ đến khi nào không vượt qua tiên môn, cuối cùng vẫn chỉ là sâu kiến. Cả vạn người tập trung dưới chân ngọn núi, có một tên cường giả trúc cơ nhảy lên gốc cây, lớn tiếng nói. Tranh tài tiến hành ngay chỗ này, nếu như rời khỏi núi này sẽ xem như tự động bỏ quyền. Trong thời gian một ngày, các người có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào giảm bớt đối thủ cạnh tranh, nếu như thời điểm này ngày mai có vượt qua 32 người, bản tọa sẽ thông báo cho các người rời khỏi nơi đây, 32 người rời đi đầu tiên liền có thể tiến vào vòng thứ hai. Hiện tại, Bắt đầu giết chóc đi." Tên cường giả trúc cơ lạnh lùng nói ra, trên mặt xuất hiện thần thái khát máu. Trong lồng giam này, hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ ác liệt, động một chút sẽ ra tay đánh nhau, thống hạ sát thủ lại là chuyện bình thường, trong dạng hoàn cảnh này, từ một đứa bé phát triển thành trúc cơ, tâm thần của người này còn lạnh hơn băng giá. Hắn vừa dứt lời, rất nhiều người nhanh chân chạy đi. Chỉ cần có thể trốn vào trong núi, cho dù thực lực yếu một chút cũng có khả năng rất lớn nhịn đến cuối cùng, lăn lộn vào top 32 chỉ ít có thể bái vào Thái Cổ Tông, từ đây sẽ có được chỗ dựa cường đại. Hóa Linh chân quân đấy, toàn bộ thiên hải tinh chỉ có năm tồn tại như vậy. Chạy đi đâu, chết đi cho ta. Giết, có người hung ác lập tức cầm binh khí lên, vung nắm đấm triển khai giết hại, toàn bộ ngọn núi lập tức phát sinh huyết chiến, trong nháy mắt đã có mấy người mất mạng. Phải biết, nơi này có không ít người bước ra từ lồng giam, tự nhiên cũng quen thuộc với tràng cảnh này, trên thực tế giết chóc tàn nhẫn nhất cũng là bọn họ nhưng cho dù hải tộc hay người Huyền Bắc quốc thậm chí là khác từ tinh thể khác, bọn họ làm sao từng gặp trường hợp như vậy, từng người thất thần và sợ hãi, có người thậm chí chỉ lo nôn mửa, tùy tiện cho người khác chém giết. Lăng Hàn lại không sợ hãi, hắn bỏ từ núi thây biển máu trong nguyên thế giới đi tới nơi đây, lúc trước tiến hành chiến tranh vị diện, trình độ kịch liệt còn không phải ác liệt hơn hiện tại cả trăm lần. Sắc mặt Ngưu Kiếm Hoa rất khó coi, mặc dù hắn là quý tử ở Bách Thắng Tinh nhưng chưa từng gặp qua cảnh tượng máu tanh như thế, cổ họng hắn run run, cố nén lắm mới không nôn mưa nạp mạng đi, một tên tráng hán giết tới, hắn khoảng 30 tuổi, trong tay cầm một thanh khảm đao khổng lồ, hắn lao tới và vung đao chém, một đạo đao quang trắng xóa chém thẳng vào bốn người lăng hàn. Cút, như kiếm hoa bộc phát, hắn đánh ra một trường, lập tức có hỏa diễm cuồn cuộn bộc phát, dường như có một hỏa diễm thần xuất hiện. Cái gì, tráng hán kia quá sợ hãi, biết đá vào tấm sắt nhưng lúc này thu đao là không thể nào, hắn chỉ có thể kiên trì bổ xuống. Trong lòng nói thầm, hắn sẽ rút lui sau một đao này phanh, liệt diễm trưởng đánh vào thân đao, cũng đánh bay thân đao, liệt diễm cuồn cuộn bao phủ thân thể tráng hán. a, à, tráng hán kia kêu thảm thiết, hỏa diễm thiêu đốt thân thể hắn, thậm chí còn bao phủ linh hồn, hắn khó chịu không thể tưởng tượng nổi. Hắn hét thảm một thời gian, lúc này mới ngã xuống đất và hóa thành thi thể. Trung quanh có mấy người muốn xông lên nhưng nhìn thấy cảnh này cho nên sợ hãi run rẩy, vội vàng xoay người bỏ chạy. Cho dù là Lang Hàn cũng có phần kinh ngạc, không nghĩ tới nhị thế tổ này cũng có chút thực lực, trước kia hắn dùng một cục gạch đánh đối phương ngất đi vô ý thức cho rằng thực lực nghiêu kiếm hoa chẳng ra sao cả nhưng trên thực tế hắn thật sự có tài khó trách được gia tộc đưa tới nơi này thu hoạch cơ duyên tôn tầm lùi lại phía sau hắn giữ khoảng cách với nghiêu kiếm hoa ngọn lửa vừa rồi thật đáng sợ hắn vô cùng kiêng kỵ lang hàn suy đoán nghiêu kiếm hoa nắm giữ linh đồ cao cấp ít nhất còn cao cấp hơn linh đồ hắn đang nắm giữ chỉ như vậy mới có thể giải thích uy thế một trường vừa rồi người tới từ tinh thể bên ngoài không thể khinh thường à. Nhiều kiếm hoa nhìn sang tôn tầm, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt sắc, tự tay giết chết một người, dường như hắn đã thích ứng với hoàn cảnh giết chóc, không còn dáng vẻ ngạo mạn như ban đầu. Tôn tầm, người ba phen mấy bận đối địch với bổn thiếu gia, thật sự không biết sống chết mà. Hắn nói một câu lạnh lùng, hắn không dám nói mình nghênh ngang đi lại trên bách thắng tinh nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu, đi vào tinh thể nguyên thủy này, lại có người dám tranh nữ nhân với hắn. Buồn cười, thật đáng giận, đáng giết tôn tầm co cẳng bỏ chạy hắn không có lòng háo thắng chỉ cầu bảo mệnh nghiêu kiếm hoa cười ha ha sau đó nhìn sang lăng hàn hiện tại tin tưởng bản thiếu có thể mang theo ngươi chưa lăng hàn cũng cười ha ha nói thầm nếu nói cho đối phương biết chính mình là người đánh ám côn vào đầu hắn là người làm hắn bị vận rủi quấn thân ra hỏa này có tức giận thổ huyết bỏ mạng tại chỗ hay không tiêu cô nương tại hạ cũng nguyện ý vì ngươi giết hết địch nhân trong thiên hạ nghiêu kiếm hoa vội vàng lấy lòng tiêu huyên Tiêu huyên hé miệng cười một tiếng, lại từ chối cho ý kiến. Nhưng chuyện này lại làm Nghiêu Kiếm Hoa tự tin hơn gấp trăm lần, hắn hào tình vạn trưởng, nói. Đi theo ta, bản thiếu trực tiếp ngân cảm đám người chung quanh, top 32 sẽ có ba người chúng ta. Khẩu khí rất lớn, bản thân hắn có cảm giác bay lên trời. Lăng hàn không quan tâm, ra hỏa ngu xuẩn thích sông lên phía trước thì mặc kệ hắn biểu diễn đi. mươi 4024, huynh đệ họ lưu. Nghiêu Kiếm Hoa dẫn đầu. Lăng Hàn cùng Tiêu Huyên đều không cần xuất thủ, ra hỏa vì biểu hiện tình yêu đã sớm xông lên phía trước. Vạn tên tầm bí cảnh ở đây, tự nhiên cũng có ngư long hỗn tạp, có thiên tài xuất sắc, cũng có may mắn dựa vào bảo quả một đêm lên trời, đương nhiên thực lực không có khả năng giống nhau. Thực lực như Kiếm Hoa không thể khinh thường. Hắn là hậu nhân được hóa linh chân quân sủng ái nhất, tự nhiên từ nhỏ đạt được chỉ điểm. Phải biết, hắn đến bây giờ vẫn chỉ là con nai tơ, chỉ từ điểm này có thể thấy được hắn chịu quản giáo nghiêm khắc cỡ nào. Oanh, 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 hỏa diễm trường tung bay, hắn gần như không đối thủ, thể hiện thực lực cường đại của thiên tài nhất tinh. Cho dù là tiêu huyên cũng động dung, không nghĩ tới nhị thế tổ liều mạng lấy lòng mình còn có chân tài thật học như vậy, làm nàng lau mắt mà nhìn. Nàng sai lầm, đây là một thiên kiêu, như kiếm hoa tự nhiên phát hiện tiêu huyên biến hóa vi diệu, nội tâm của hắn đắc ý, càng cười lạnh. Với thân phận của hắn, đương nhiên không có khả năng cưới một thổ dân lạc hậu, cho nên chớ nhìn hắn ân cần với tiêu huyên như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn mới trải nghiệm lần đầu ở phương diện này, đang lúc mới mẻ, chờ thực sự thu nàng vào tay, thái độ của hắn khẳng định sẽ có chuyển biến 180 độ. Người cố ý bày sắc mặt trước mặt ta, đùa nghịch thanh cao, hừ, chờ đến khi ngươi là người của ta, ta sẽ vứt bỏ ngươi như giải rách. Bản thiếu gia, ngươi trèo cao không nổi, nơi này đã biến thành bãi săn của cường giả, kẻ yếu hoặc bị giết, hoặc tìm một chỗ trốn, càng nhiều người rời khỏi vùng núi và bỏ quyền. Đừng nhìn đây là một ngọn núi nhưng nó trụi lùi, chỗ có thể ẩn thân thật không nhiều, bởi vậy, rất nhiều người ẩn nấp và bị phát hiện, kết quả là tàn sát thảm thiết. Lăng Hàn cao mày, rốt cuộc là giải thi đấu luận võ hay giải thi đấu giết người. Người bước ra từ lồng giam, quả nhiên không xem mạng người là chuyện to tát. Hai giờ qua đi, nhân số người trên núi giảm mạnh còn vài trăm, hơn nữa cực ít người dám hoành hành bá đạo, phần lớn đã ẩn nấp, muốn may mắn trở thành 32 người gia nhập Thái Cổ Tông. Xeo, một bóng người bay xuống đứng trước mặt ba người lăng hàn. Đây là người trẻ tuổi với gương mặt âm trầm, trong tay hắn cầm một thanh kiếm, ánh mắt sáng tỏ, rũi kiếm chỉ tay, nói. Hoặc là chết, hoặc là cút, như kiếm hoa cười ha ha, trên đời này vẫn chưa có người nào có tư cách gọi bản thiếu cút. Đây là giả vờ trang bức, đôi mắt tiêu huyên sáng lên, càng ngày càng cảm thấy như kiếm hoa có thể dựa vào. Người tuổi trẻ kia cười lạnh, xem ra ngươi không muốn sống, hắn bay lên và cầm kiếm chém xuống, soát xoát, xoát, kiếm khí tung hoành, xen lẫn khí tức băng lãnh làm máu huyết của người ta ngưng kết. Người mới muốn chết, như kiếm hoa nghênh đón, hắn phát động trường pháp hỏa diễm, vừa vặn một thủy một hỏa, một lạnh một nóng khắc chế lẫn nhau, vậy phải xem thực lực của ai mạnh hơn. Giao thủ không được mấy chiêu, người tuổi trẻ kia liền hiện ra trạng thái không địch lại, vội vàng rút kiếm trở ra. Hiện tại còn muốn chạy, như kiếm hoa cười lạnh, hắn phát lực đuổi theo người kia. Người trẻ tuổi kia cắn răng, nói, ta chính là Lưu Hoa Minh, ca ca ta là Lưu Hoa Vân, người muốn đối địch với ca ca ta sao? Cái gì Lưu Hoa Minh, Lưu Hoa Vân, ở trước mặt ta đều chỉ là cặn bã mà thôi. Đương nhiên Nhiêu Kiếm Hoa sẽ không để ý, hắn chính là hậu đại của Hóa Linh chân Quân, hắn sẽ đặt thổ dân trên tinh thể lạc hậu vào mắt sao? Hắn xuất trưởng vô tình, ầm, Lưu Hoa Minh bị đánh trọng thương. Lưu Hoa Vân, Tiêu Huyên lập tức kinh hô, nói, ngươi, ngươi sông tai họa ngập trời, a à, Lưu Hoa Vân có gì đặc biệt hơn người? Nghiêu kiếm hoa tử tốn nói, lộ ra vẻ mặt không quan tâm. Huynh đệ nhà họ Lưu có phụ thân là cường giả sinh đan cảnh, Lưu Hoa Vân, hắn được gọi là người có chiến lược tốt 10 vị trí đầu trong tầm bí cảnh. Sắc mặt tiêu huyên biến thành khó coi, người đánh đệ đệ người ta trọng thương, tin tưởng Lưu Hoa Vân cũng sẽ tới báo thù. Yên tâm, có ta ở đây, Nghiêu kiếm hoa nói rất bá khí, chỉ là sinh đan cảnh, ha ha, như ra có mấy lão bộc chân ngã, sinh đan cảnh tính là cái gì? nhưng mà hắn cuối cùng không có bổ sung thêm một trường kết quả lưu hoa minh vẫn bảo toàn tính mệnh dù nói thế nào nơi này cũng không phải bách thắng tinh cũng không phải tinh long giáo mà cách tinh không xa xôi cho nên hắn vẫn quyết định khiêm tốn một chút điệu thấp một chút đi hắn phất phất tay nghênh ngang rời đi chờ ba người rời đi lưu hoa minh lập tức phát ra một đạn tín hiệu qua một lúc lại gặp một nam tử giống hắn như đúc đi tới lưu hoa vân bọn họ là huynh đệ sinh đôi ai tổn thương ngươi hai mắt Lưu Hoa Vân phun lửa, hắn đặc biệt yêu thương đệ đệ song sinh này. Lưu Hoa Minh liền miêu tả dáng vẻ Ngưu Kiếm Hoa một phen, cũng nói đối phương còn có hai tên đồng bạn, theo thứ tự là một nam một nữ. Lưu Hoa Vân lập tức đuổi theo, lại dám tổn thương đệ đệ của hắn, muốn chết. Hắn một lòng đuổi theo địch, trên đường không quản gặp được cái gì cũng không dừng lại, bởi vậy qua vài chục phút, hắn đã đuổi kịp ba người lăng hàn. Là ngươi dám đả thương đệ đệ của ta? Hắn hỏi Ngưu Kiếm Hoa nghiêu kiếm hoa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn cười nói ta còn tưởng rằng gia hỏa cặn bã kia ăn tiên đan rượu dược gì lại có thể phục hồi nhanh như vậy hóa ra ngươi là ca ca của hắn sao như thế nào ngươi muốn báo thù cho hắn quy xuống tự đoạn hai chân lại tự đoạn một tay ta đồng ý giữ lại một cánh tay cho ngươi lưu hoa vân nói chuyện rất ngạo nghễ sau đó nhìn về phía lăng hàn cùng tiêu huyên nhìn thấy đệ đệ của ta bị người khác gây thương tích các ngươi lại không xuất thủ trợ giúp lại vứt bỏ hắn không để ý các ngươi cũng tự đoạn một tay đi khốn kiếp thật bá đạo cũng đủ tự tin thật sự xem mình thành thiên vương lão tử sao lang hàn lắc đầu cười nói thật sự xấu hổ thời điểm nhìn thấy đệ đệ ngươi thụ thương chúng ta không có xông đi lên hỗ trợ đánh thêm hai quyền lần sau nhất định sẽ chú ý bảo đảm làm hắn tổn thương nặng thêm lưu hoa vân nghe xong tự nhiên giận tím mặt trong mắt như sắp phun ra lửa tiểu tử người thật to gan đúng thế ai bảo ta được Nghiêu Thiếu bảo hộ chứ? Lăng Hàn chỉ chỉ Nghiêu Kiếm Hoa, không ngần ngại kéo thù hận giúp đối phương. Quả nhiên Lưu Hoa Vân di rời thù hận, hai mắt nhìn chầm chầm vào Nghiêu Kiếm Hoa, điềm nhiên nói. Xem ra, đầu tiên phải bắt ngươi trước, giết gà dọa khỉ. Ngươi lấy tự tin ở đâu thế? Nghiêu Kiếm Hoa ngạo mạn đáp, hắn tự tin vô địch trong cùng cấp. Vậy ngươi thử một chút, Lưu Hoa Vân xuất thủ, hắn đấm một quyền mang theo hàn ý lạnh lẽo. Hai huynh đệ tu hành linh đồ giống nhau, đều là câu thông năng lượng băng hệ. Đánh nổ ngươi, như kiếm hoa cười nói, hắn đánh ra một trường mang theo hỏa diễm hừng hực. Đây là va chạm giữa băng xương và liệt diễm, âm, um, quyền trưởng giao nhau, lửa cháy hừng hực va chạm với tầng băng, cả hai chiếm cứ nửa bầu trời. Sắc mặt như kiếm hoa hơi kinh ngạc, chính mình bị ngăn cản. Làm sao có thể chứ, chẳng lẽ trên tinh thể lạc hậu này còn có thiên tài nhất tinh? Khó trách bá đạo như thế, hóa ra còn có chút thực lực. Lưu Hoa Vân cũng không dám khinh thường, hắn hét lớn một tiếng, xong quyền oanh kích liên tiếp, phát động công kích lôi đình như mưa chút nước. Chương 4025, người giả heo ăn thịt hổ. Cho dù đặt ở nơi nào, thiên tài nhất tinh đều tương đối hiếm thấy, bị từng thế lực tranh nhau thu vào môn phái. Hiện tại xuất hiện hai thiên tài nhất tinh, tự nhiên sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Nguyên bản, dù thế nào thiên tài nhất tinh cũng tiến vào top 32, thậm chí top 16, thời điểm bát cường mới có thể gặp nhau, bởi vì có người chế định quy tắc từ đó hai thiên tài không sớm va chạm nhau. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, lăng hàn tràn ngập hưng phấn, hắn ngồi bên cạnh quan sát, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, cứ chờ một lúc là được. Thấy dáng vẻ lăng hàn như vậy, tiêu huyên hoàn toàn im lặng. Người tìm đâu ra hào hứng cao như thế, đây chính là Lưu Hoa Vân, một khi nghiêu kiếm hoa nhịn không được, hai người bọn họ có thể may mắn thoát khỏi sao. Nàng hận không thể xông lên tát lăng hàn mấy bạt tai, muốn hắn nhận rõ hiện thực một chút. Nghiêu Kiếm Hoa và Lưu Hoa Vân chiến đấu cực kỳ kịch liệt, hai người ngươi tới ta đi, đều hiển thị rõ thực lực của mình nhưng cho dù là thiên tài nhất tinh, tự nhiên cũng có phân cao thấp nhưng chênh lệch cực nhỏ. Lưu Hoa Vân càng mạnh hơn, Nghiêu Kiếm Hoa vô cùng phiền muộn, nếu hắn không bị người ta gõ ám côn, không có bị người cướp sạch không còn, như vậy hắn chỉ cần mặc bộ chiến giáp lên liền có thể đứng ở thế bất bại địa, chỉ có hắn hành hạ Lưu Hoa Vân. A a a, tiểu tặc chết tiệt, đừng để hắn bắt được. Lưu Hoa Vân thì cười lạnh, kỳ thật thiên phú của hắn không cao hơn như kiếm hoa nhưng hắn đã ở trong tầm bí cảnh thời gian dài hơn hắn tu hành cảnh giới càng hoàn mỹ hơn đối thủ cho nên đánh lâu cũng thể hiện ưu thế của mình hơn nữa càng lúc càng lớn một trận chiến này hắn thắng chắc hai người các ngươi đi nhanh lên như kiếm hoa hét lớn một tiếng lại là lập tức xoay người chạy a à, người bảo chúng ta chạy không tranh thủ cho chúng ta chút thời gian tiêu huyên cứng họng Nàng biết nhị thế tổ như nghiêu kiếm hoa không đáng tin cậy nhưng hoàn toàn không ngờ hắn lại không đáng tin cậy đến tình trạng như vậy. Cũng quá vô sỉ rồi, có thể nghiêu kiếm hoa chạy cực nhanh, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Lưu Hoa Vân đuổi theo vài bước liền dừng lại, không thể không thừa nhận, nghiêu kiếm hoa nắm giữ một môn thân pháp cao thâm, tốc độ còn trên hắn, đuổi cũng đuổi không kịp. Không sao, kế tiếp còn có thời gian rất dài, hắn còn có thể gặp lại đối phương. Trước tiên giải quyết hai tên đứng ngoài đã hắn xoay người lại, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn cùng Tiêu Huyên. Ngươi, tự đoạn một tay, sau đó cút, hắn nói với Tiêu Huyên, nhìn sang Lăng Hàn và quát. Về phần ngươi nha, rút đầu lưỡi và đoạn hai tay, Lăng Hàn nha một tiếng, nói. Tự đoạn một tay thì có thể nhưng độ khó tự đoạn hai tay cũng quá cao, không bằng ngươi làm mẫu cho ta xem đi. Lưu Hoa Vân tức giận không nhỏ, ta làm mẫu cho ngươi xem. T, gia hỏa này thật sự to gan, chỗ dựa đã mất còn dám chọc giận mình xem ra còn phải móc mắt của ngươi lại phế bỏ hai chân ngươi mới có thể làm ngươi nhớ kỹ bài học hôm nay lưu hoa vân từ tốn nói nhưng tức giận đã phun ra ngoài ánh mắt vô cùng dọa người lăng hàn mở hai tay ra hắn nói với tiêu huyên tại sao luôn có người uy hiếp ta ai con người của ta cực kỳ chán ghét bị người ta uy hiếp đối với dạng người này ta bình thường sẽ đánh cho hắn tới mức không dám phản kháng tiêu huyên hoàn toàn im lặng nàng bây giờ có thể làm chính là hoàn toàn bỏ qua quan hệ với lăng hàn Nàng đứng xa một chút, tỏ vẻ rõ ràng, người thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Lưu Hoa Vân nhanh chân đi về phía lăng hàn, oanh, khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, hắn giống như khủng long hình người, hiện tại muốn đại khai sát giới. Hai tay lăng hàn ôm ngực, lộ ra dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Lưu Hoa Vân xuất thủ, oanh, hàn khí quét qua giống như biến nơi này thành băng địa, cho dù đặt chén nước nóng ở nơi này cũng biến thành băng đá ngay lập tức. Hắn tràn ngập tự tin, Chín thành chín đối thủ không cách nào địch nổi hàn ý do hắn thả ra, trực tiếp đông cứng run rẩy, hoàn toàn mất đi chiến lực, tin tưởng Lăng Hàn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, Lăng Hàn đang lành lặn đứng tại chỗ, hoàn toàn không giống như bị ảnh hưởng. Cái này, hắn đã nghiêm túc nói, hóa ra ngươi giả heo ăn thịt hổ, thực lực cũng không kém. Lăng Hàn nhõn miệng cười, khen nhầm, Tiêu Huyên chấn kinh, gia hỏa này lại có thể đối kháng hàn khí công kích của Lưu Hoa Vân. A à, Mặc dù chuyện này không thể nói rõ Lăng Hàn có thể địch nổi Lưu Hoa Vân nhưng dù thế nào cũng có chút xíu hy vọng. Vì cái gì một cường giả như thế lại điệu thấp như vậy, bị như kiếm hoa bảo vệ như tiểu đệ mà không có biểu hiện gì. Chờ chút, gia hỏa này không phải đang đùa bỡn như kiếm hoa đấy chứ. Vô cùng có khả năng, thì tính sao, ta vô địch cùng dai. Lưu Hoa Vân hét lớn một tiếng, hắn giết về phía Lăng Hàn. Người có thể chống đỡ được hàn ý là một chuyện nhưng có thể ngăn cản công kích của hắn hay không còn là chuyện khác. Lăng Hàn nắm chặt nắm tay phải sau đó tấn công Lưu Hoa Vân. Phanh, hai người va chạm với nhau, năng lượng cuồng bạo quét qua, sỏi đá bay tán loạn các nơi. Tiêu Huyên nhìn thật cẩn thận, Lăng Hàn đối kháng một kích này nhưng không ăn chút thiệt thòi nào, nơi hắn đứng bốn bể yên tĩnh, thậm chí vẻ mặt cũng không thay đổi, gương mặt chấn định như vậy, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Gia hỏa này quả nhiên vẫn giả heo ăn thịt hổ, sắc mặt Lưu Hoa Vân biến thành ngưng trọng, mặc dù chỉ giao thủ một chiêu nhưng đủ để hắn nhìn ra Lăng Hàn bất phàm, nếu không, tầm bí cảnh phổ thông làm thế nào chống đỡ được hàn ý công kích của hắn, huống chi còn đỡ một quyền toàn lực. Đối thủ này không thể khinh thường, thậm chí còn khó chơi hơn cả Nghiêu Kiếm Hoa. Trong lòng của hắn chấn động, trước đánh với Nhiêu Kiếm Hoa một trận, hắn tiêu hao lượng lớn bí lực, nếu thực lực lăng hàn không kém gì Nghiêu Kiếm Hoa, vậy trong tình huống hắn không có hậu lực, vô cùng có khả năng không địch lại. Người này thật âm hiểm, thế mà không để ý đồng bạn chết sống, chỉ là dùng để tiêu hao lực lượng của mình, Hắn muốn thắng được Mỹ danh hay sao Ghê tởm à Cho dù trong mắt Lưu Hoa Vân hay Tiêu Huyên Hình tượng của Lăng Hàn biến thành kẻ xấu bụng Lăng Hàn hét dài một tiếng Triển khai phản kích Trước có nghiêu kiếm hoa ngu mốc thích sông lên đằng trước Lăng Hàn cũng không có ý thả lỏng Nhưng bị người ta khi dễ lên đầu Đương nhiên hắn sẽ không lại điệu thấp Sợ người sao Lưu Hoa Vân cũng gầm thét Hắn đấm ra một quyền Phanh, phanh, phanh Hai người đều không thể né tránh Cứ cứng đối cứng như vậy không nói kỹ xảo, chính là va chạm lực lượng trực tiếp nhất. Bởi vậy, cũng dễ dàng phân ra thắng bại. Sau một trọng kích, Lưu Hoa Vân cảm thấy cơ thể giống như đổ xuống, khó chịu không cách nào hình dung, xương cốt không ngừng rung động, hắn có thể kết luận xương cốt của mình đã xuất hiện khe hở. Lại liều mạng như vậy, nội tạng của hắn sẽ bị chấn động cường đại phá vỡ mà xương cốt tuyệt đối sẽ đứt rời. Nhưng chính mình nhịn không được, đối phương cũng không kém bao nhiêu. Ngươi lợi hại, ta ác hơn ngươi, Lưu Hoa Vân cố nén kinh hãi, hắn điên cuồng suốt thủ tấn công lăng hàn, so hung ác. Hắn là người đi ra trong lồng giam, hắn sợ ai chứ? chương 4026, lại lầm, lăng hàn kinh ngạc, tại sao nhân loại lại có kẻ đầy cơ bắp thế này, tại sao cứ thích gây khó dễ cho mình? Hắn một đường đột phá thất cốt, thất biến, thất văn, khí lực mạnh đến mức không phải tầm bí cảnh có thể so sánh, vì sao phải liều mạng với hắn, chẳng lẽ đầu đối phương bị lừa đá hay sao? Nếu như có kẻ muốn liều mạng với hắn, Lăng Hàn sẽ không để ý, lại va chạm vài lần trạng thái của lưu hoa vân phi thường không xong đầu óc hắn mất trật tự trên trán đổ mồ hôi lạnh cũng đau đớn không chịu nổi thực sự rất đau hắn ít nhất đã gãy ba xương ngón tay xương cánh tay cũng dạn nứt như mạng nhiệt nếu tiếp tục liều mạng như thế cam đoan cánh tay của hắn sẽ bị phế đi đúng là mỉa mai mà lúc trước hắn uy hiếp đánh gãy hai tay hai chân lăng hàn kết quả tay hắn bị gãy cánh tay cách phế bỏ không xa rõ ràng là cứng đối cứng Song Phương bị lực chấn động giống nhau, theo Lý Lăng Hàn cũng không tốt hơn hắn ở điểm nào. Hãy nhìn Lăng Hàn khí định thần nhàn, làm gì có dáng vẻ chật vật. Đối phương là quái thai hay sao? Thân thể ngươi dùng mẫu kim đúc thành sao? Rốt cuộc ngươi là người nào? Lưu Hoa Vân cắn răng nói một câu, hắn ăn thua thiệt lớn khi va chạm với Lăng Hàn. Ta là tàn giả, dạ, Lăng Hàn cười nói, hắn chỉ sang Lưu Hoa Vân nói. Không phải ngươi muốn đánh gãy tay chân của ta sao? Đến đây, ta chờ sắc mặt Lưu Hoa Vân vô cùng khó coi, đối phương đang vẽ mặt hắn. Tàn dạ, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hắn cắn răng nói một câu, hắn rất muốn chụp chết Lăng Hàn tại chỗ. Lăng Hàn giang tay ra, hắn làm ra dáng vẻ mình rất vô tội. Lưu Hoa Minh bị như kiếm hoa đánh, có quan hệ gì với hắn? Vì sao hắn lại hấp dẫn thù hận như vậy? Hắn không nghĩ ra, hắn xuất thế trong thần thạch, đáng lẽ ra phải có may mắn ra trì khí vận, tại sao hắn luôn gặp phải tai họa bất ngờ như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ vô tội của Lăng Hàn, Lưu Hoa Vân càng tức giận, người đã chiếm cứ thượng phong, tại sao lại giả vờ bản thân bị thua thiệt. Chào phúng, tuyệt đối là chào phúng. Lăng Hàn cười ha ha, nói, người đã muốn phế hai tay hai chân của ta, ta cũng không khách khí với ngươi, liền phế ngũ chi của ngươi là được rồi. Lưu Hoa Vân sững sờ, ngũ chi, ở đâu ra ngũ chi? Lăng Hàn nhìn hắn ngạc nhiên, cũng giải thích với hắn. Chỉ nam nhân mới có ngũ chi, Lưu Hoa Vân mới hiểu ra, hắn muốn tiến ta sao? Tàn giả, dạ, cho dù khí lực của ngươi mạnh hơn ta một chút, ngươi cho rằng có thể thắng ta hay sao? Hắn lạnh lùng nói, rút một thanh trường kiếm ra khỏi tay áo, dài mảnh như roi, mềm nhún, lại dùng bí lực kích phát, thân kiếm thẳng như trường thương. Hắn vận dụng kiếm quyết nhắm thẳng vào Lăng Hàn, toàn thân tỏa ra nhuệ khí sát phạt giống như nhân kiếm hợp nhất. Lăng Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới tên này lại có tạo nghệ kiếm đạo cao như vậy, từ dáng vẻ và phong cách xuất kiếm của đối phương, Lưu Vân Hoa đã có một ít phong thái của kiếm đạo đại sư. Dưới đoạt mệnh thập tam kiếm của ta, người còn mạnh miệng hay sao? Lưu Hoa Vân nói rất ngạo mạn, có kiếm hay không, chiến lực của hắn cũng có khác nhau. Khoác lác, xuất chiêu đi, Lăng Hàn cười nói, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lưu Hoa Vân gào to, hắn lao về phía Lăng Hàn, xuất một kiếm sinh ra kiếm quang trói mắt. Đoạt mệnh thập tam kiếm, kiếm đoạt mệnh, Lăng Hàn mở đồng thuật quan sát, hắn tìm sơ hở trong kiếm pháp, sau đó hắn điểm ra một chỉ, bí lực bay ra khỏi khiếu huyệt, vai trái của Lưu Hoa Vân xuất hiện một tia máu tươi. Cái gì? Lưu Hoa Vân dừng công kích, hắn ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, trên gương mặt mang theo thần thái không dám tin. Cho dù bí thuật nào cũng có sơ hở, trong quá trình tu luyện, bởi vì học được chưa đến nơi đến chốn nên xuất hiện nhiều sơ hở hơn. Lưu Hoa Vân là kỳ tài kiếm đạo, hắn hiểu rõ đoạt mệnh thập tam kiếm tận xương tủy, chính vì như thế, hắn biết rõ bản thân có ba sơ hở. Thế nhưng sơ hở giấu trong công kích sắc bén, Người bình thường đừng nói tìm sơ hở, có thể nhìn rõ kiếm pháp của hắn hay không chính là vấn đề, làm sao có khả năng bắt được sơ hở chứ? Hắn bộc phát công kích, Lăng Hàn lại tấn công nhắm thẳng vào sơ hở duy nhất trên kiếm pháp của hắn, hắn làm sao có thể không khiếp sợ? Nhất định là trùng hợp, hắn sốc lại tinh thần, xuất kiếm lần nữa, kiếm đâm thẳng vào tim Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt, hắn xuất một chỉ, Phốc, kinh khí đâm xuyên qua kiếm pháp và đánh vào sườn phải Lưu Hoa Vân. Phốc, lại có máu tươi bắn tung tóe. Lưu Hoa Vân run rẩy, hai lần liên tục đều như vậy, tuyệt đối không phải may mắn, Lăng Hàn thật sự có thể nắm lấy sơ hở trong kiếm pháp của hắn. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lăng Hàn kinh ngạc nói, "Gì? Không phải 13 kiếm sao, tại sao không xuất chiêu?" "Còn xuất chiêu cái dám à?" Lưu Hoa Vân lắc đầu, đoạt mệnh thập tam kiếm có uy lực cường đại không gì sánh được, chính vì thế nên phòng ngự yếu đi rất nhiều, bởi vì chỉ cần dùng tư thế Lôi Đình Vạn Quân giết chết đối thủ, phòng ngự của mình cao hay thấp có khác gì nhau. Trước kia, cho dù hắn gặp phải đối thủ cân tài ngang sức, chỉ cần hắn vận dụng đoạt mệnh thập tam kiếm, đối phương khẳng định chỉ có thể phòng ngự, lang Hàn chỉ suốt một chiêu là tấn công vào sơ hở của hắn. Lại thi triển bộ kiếm pháp này, hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn xuất kiếm lần nữa nhưng lần này kiếm thế không bén nhọn như vậy, kiếm pháp mang theo nhẹ nhàng phiêu giật. Hắn cải biến kiếm pháp, đây là Yên Vũ kiếm, Lang Hàn thi triển đồng thuật, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ, bộ kiếm pháp này khác biệt, càng thiên hướng về phòng thủ, ba phần công bảy phần thủ, hắn vẫn nhìn ra sơ hở của đối phương, cho dù đánh vào sơ hở này, đối thủ cũng có thể thong dong hóa giải. Hắn xuất một chỉ, kinh khí bắn về phía sơ hở, quả nhiên, Lưu Hoa Vân thay đổi kiếm thế liền hóa giải dễ dàng. Làm Hàn mỉm cười, đối phương cho rằng làm vậy là có thể ngăn cản hắn hay sao? Hắn chủ động xuất kích, lôi quang quyền bộc phát, thế tiến công nhanh như thiểm điện. Đây là quyền pháp của thất hoàng tử, Lăng Hàn bình thường không dùng đến nó, cho nên khả năng bị người ta nhìn ra là rất nhỏ. Hơn nữa, nếu thất hoàng tử biết, nói không chừng có càng nhiều người biết, cho nên, hẳn không cần lo lắng bại lộ thân phận. Dâm dâm, từng đạo quyền ấn tấn công Lưu Hoa Vân, giống như sao băng rơi xuống, nhanh đến mức không thể hình dung. Trường kiếm của Lưu Hoa Vân thay đổi liên tục, hắn rất cường thế ngăn cản quyền ấn của Lăng Hàn, muốn xoay cục diện bị động. Lăng Hàn đã nắm bắt chủ động, hắn làm sao cho phép đối phương xoay người hắn không ngừng công kích mãnh liệt, liên tục áp chế Lưu Hoa Vân. Đáng tiếc, vì che giấu tung tích, Lăng Hàn không vận dụng yêu hầu quyền, cũng không thể dùng thiên văn ngọc, nếu không hắn bộc phát toàn bộ chiến lực, hắn đã sớm giải quyết đối Lưu Vân Hoa. Mặc dù như đây, tiêu huyên há hốc mồm, nàng không thể tin nổi. Nàng lại lầm, lúc trước nàng cho rằng Nhiêu Kiếm Hoa chỉ là nhị thế tổ thông thường, không nghĩ tới đối phương là thiên tài nhất tinh, lại càng sai lầm chính là, Lăng Hàn còn cường đại hơn Lưu Hoa Vân rất nhiều. Một lần thi đấu luận võ lại có thể hấp dẫn nhiều thiên tài đỉnh cấp như thế. Chương 4027, một bộ tiên thuật. Tiêu huyên cực kỳ hối hận, nàng cũng không phải là người bên trong lồng giam mà là xuất từ một thế gia thực lực võ đạo không tính là mạnh, sau khi nàng ăn một viên bảo quả, tu vi tăng lên tầm bí cảnh. Dạng tu vi như vậy chiến lực không mạnh, nàng cũng biết điểm ấy, bởi vậy nàng tới đây tham gia giải thi đấu luận võ, mục đích chính là chọn siêu cấp thiên tài làm lang quân như ý nàng tràn ngập lòng tin vào dung mạo của mình, nàng cố ý bày ra tư thái lạnh lùng, tất cả vì nâng cao hình tượng bản thân mà nàng cũng biết, nàng càng biểu hiện lạnh lùng, ngược lại càng hấp dẫn nam nhân. Rất dễ dàng đạt được sẽ không chân quý, trải qua nàng quan sát lúc trước, nàng cảm thấy hứng thú nhất với lăng hàn biểu hiện thần bí, ghét nhất nghiêu kiếm hoa ba hoa trích trẻ với nàng nhưng chứng kiến biểu hiện nghiêu kiếm hoa cường thế thì nàng tự nhiên lau mắt mà nhìn nghiêu kiếm hoa, cảm giác cái nhìn của mình sai lầm quá nặng xem chân long thành sâu kiến mà xem sâu kiến thành chân long vào lúc nàng muốn chủ động nói chuyện với nghiêu kiếm hoa lại cố ý xa lánh lăng hàn cảnh tượng hí kịch xảy ra nghiêu kiếm hoa chạy lăng hàn từ chân long biến thành sâu kiến lại biểu hiện thành chân long thay đổi thật sự quá nhanh nàng buồn bực muốn chết hiện tại bảo nàng lôi kéo làm quen với lăng hàn lăng hàn sẽ lãng quên hình tượng nói chuyện thân mật với nghiêu kiếm hoa hay sao nàng thầm hận a à các người đều làm ra vẻ không biết gì, nhất định phải làm ra vẻ, kết quả tốt rồi, cũng gài bẫy nàng. Hai người các người đáng gặp phải xét đánh, Lăng Hàn cũng không để ý tiêu huyên nghĩ như thế nào, hắn cực kỳ cường thế, công kích lăng lệ, hiện tại hắn không cần mở nhãn thuật, bộ kiếm pháp của Lưu Hoa Vân trong mắt hắn không đáng kể chút nào, tùy tiện là có thể khám phá, từ đó giảm giá rất nhiều. Yên vũ kiếm thật sự có ý thiên về phòng thủ nhưng thế gian này làm gì có phòng thủ mạnh nhất, Lăng Hàn oanh kích liên tục, Lục Hoa Vân dần dần lộ xu thế không chống đỡ nổi. A, à, đây không phải là Lưu Hoa Vân sao? Một trong thập cường tầm bí cảnh Lưu Hoa Vân, hắn không địch lại sao? Đối thủ của hắn chẳng lẽ là một trong thập cường khác hay sao? Nhìn dáng vẻ như vậy có phần giống Vương Động đứng vị trí thứ 8. Ừm, hẳn là Vương Động, nếu không làm sao lại đẩy Lưu Hoa Vân rơi vào hạ phong? Có một đoàn người vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy đại chiến như vậy tự nhiên sợ hãi cấp bậc chiến đấu như thế chỉ phát sinh trong vòng thi đấu kế tiếp, bây giờ lại xảy ra trước thời hạn. bọn họ biết rõ lưu lại nơi này sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn dừng chân đứng xem. Tiêu Huyền tự nhiên nghe rõ ràng. lúc này trong lòng nhổ nước bọt, không phải vương động mà là gia hỏa kia đang giả heo ăn thịt hổ. sau khi đánh ra vài chiêu, Lưu Hoa Vân biết mình không có khả năng có chiến thắng, nói một cách nghiêm ngặt, đệ đệ của mình bị Ngưu Kiếm Hoa đả thương, cũng không có thâm thù đại hận gì với Lăng Hàn, không đáng đánh nhau sống chết với đối phương nếu làm như vậy, chẳng phải sẽ bị như kiếm hoa khinh bỉ hay sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng quay đầu rời đi, lưu được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, chờ tiến vào thi đấu chính thức gặp được Lăng Hàn, hắn lại dùng tuyệt chiêu, công phu áp đáy hòm phải sử dụng vào lúc mấu chốt nhất. Lăng Hàn đánh ra một đạo khí kinh, đánh vào mông lưu hoa vân, phải rách bay tán loạn, mọi người nhìn rõ ràng rành mạch. Đám người ở gần đó nghẹn họng nhìn chân chối, lưu hoa vân bỏ chạy, việc này tuyệt đối là tin tức lớn, người có thể làm lưu hoa vân chạy chính là thiên tài trẻ tuổi vương động không nói chuyện này chỉ cần nghĩ tới cố sự ẩn giấu phía sau càng làm người ta suy nghĩ miên man lang hàn thua quyền hắn nhìn sang đám người đứng chung quanh lập tức dọa những người này chạy trốn chết ai chạy đi đâu hắn cũng không phải hổ báo tàn dạ huynh người thật sự thâm tàng bất lộ à tiêu huyền yếu ớt nói một câu giống như ai oán lại như tố tình làm cho người ta tim đập thình thịch nàng đang làm ra cố gắng cuối cùng vạn nhất Lăng Hàn thích nàng thì sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đương nhiên hắn sẽ không đặt tiêu huyên trong lòng, vào lúc muốn nói chuyện, một giọng nói lại vang lên. Ở một nơi nào đó trên đỉnh núi có dấu một bộ kỹ pháp kim điêu thập bát trảo, đây là bí pháp tiên cấp, là quách trưởng lão cố ý đặt ở nơi đó. Ai có thể tìm được bộ kỹ pháp này liền có thể trực tiếp thu hoạch được một danh ngạch tiến vào top 32. Giọng nói vô cùng to lớn và vang vọng tới tất cả nơi hẻo lánh. Đây là cường giả tiên đồ. Lăng Hàn nghe xong, trái tim đập thình thịch, hắn không thèm để ý tư cách vào top 32 trước thời hạn, dù sao hắn nhất định có thể thắng được nhưng một bộ kỹ pháp tiên cấp thì không giống. Hiện tại bí pháp hắn có thể vận dụng ít tới thương cảm, nếu như có thể đạt được bộ kỹ pháp này, hắn có thể phát huy thực lực cường đại trong thi đấu sau đó. Về phần có thể trong một ngày tu thành kỹ pháp này hay không, hắn tự nhiên không hoài nghi. Hắn tràn ngập lòng tin vào mình, ai cũng nghe được giọng nói này hiển nhiên có rất nhiều người tiến lên đỉnh núi và phát động tranh đoạt kỹ pháp tiên cấp a đối với người tầm thường mà nói nếu may mắn đạt được môn bí pháp này không phải có thể lập tức trổ hết tài năng hay sao bởi vậy bọn họ cũng nguyện ý mạo hiểm lập tức có không ít người rời khỏi tranh tài chỉ ít có tám thành đều lao lên đỉnh núi lang hàn cũng không có lãng phí thời gian quay người lại lướt đi cũng lưu tiêu huyên lại nơi này với hắn mà nói hai người không có quan hệ thế nào chỉ ở chung một tiểu viện lúc trước mà thôi một tiểu viện cũng không phải chung một gian phòng một cái giường cần phụ trách sao tiêu huyên lại thở dài hiển nhiên nàng không có khả năng câu dẫn lăng hàn nghiêu kiếm hoa thì sao có thể nghĩ đến nghiêu kiếm hoa trực tiếp vứt bỏ nàng đi vào lúc mấu chốt lãnh huyết vô tình hiển nhiên thiên tính lương bạc trong mắt loại người này chỉ có chính mình theo nghiêu kiếm hoa nói không chừng sẽ hy sinh nàng bất cứ lúc nào nàng nghĩ tới nghĩ lui càng thêm rối loạn núi này cũng không phải quá cao chỉ cao mấy ngàn trượng, so với những ngọn núi động chút cao mấy vạn trượng thì nó thật sự là hàng tiểu bối. Lăng Hàn Lao đi không tính là nhanh, dù sao đây là đường núi, cho dù không thi triển thân pháp nhưng cũng chỉ bỏ ra 2 phút đồng hồ là hắn có thể đến đỉnh núi. Nơi này đã có mấy chục người, tất cả đang ác chiến với nhau. Có ít người vô cùng mạnh mẽ, một chiêu có thể giết địch, có ít người lại thưa thất bình thường, thuộc về bị một kích nhiều sát, thực lực chênh lệch quá rõ ràng một bộ tiên thuật liền gom thiên tài và tầm thường vào một chỗ, chém giết như vậy tự nhiên có thể đào thải nhanh chóng. Thái Cổ Tông đột nhiên nói nơi này cất giấu một bộ tiên thuật, hiển nhiên là muốn tốc độ giết chóc nhanh hơn một chút. Tiểu tử, tới chịu chết sao? Một người nhếch miệng cười nói, vùng đại đao đầy máu tươi chém xuống, hắn đã giết năm người, cũng sinh ra sát tính, nhìn thấy một người trẻ tuổi 20 tuổi đột nhiên xuất hiện, hắn trực tiếp giết tới. Xoát, mắt thấy lưỡi đao sắp muốn chém tới cổ lăng hàn, hắn tràn ngập chờ mong cái đầu kia bay lên, máu tươi tuôn ra như suối, hắn hưng phấn khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chương 4028, diễn kỹ phá trần. Lưỡi đao chém tới, Lăng Hàn tùy ý điểm một chỉ, keng, cây đao kia liền bay ra ngoài. Tên tráng hán xuất thủ kêu lên thảm thiết, mờ u bàn tay của hắn vỡ ra, máu tươi chảy ra như suối, toàn thân đau đớn. Lăng Hàn ra tay không lưu tình, hắn điểm ra một chỉ, trong khiếu huyệt có khí kình bay ra ngoài và chui vào trong ánh mắt tráng hắn kia, lập tức đánh đầu của hắn nhão nhuệt. Khiếu huyệt công kích huy lực hơi yếu, đối phó cao thủ giống như Lưu Hoa Vân chỉ có tác dụng nhiễu loạn mà thôi nhưng lại không phải mỗi người đều là thiên tài nhất tinh, tráng hắn kia cũng chỉ hơi mạnh hơn tầm bí cảnh hơi một chút, hắn không thể cản nổi khiếu huyệt của Lăng Hàn công kích. Lăng Hàn thu ngón tay về, dáng vẻ vân đạm phong khinh, giống như vừa làm chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng có không ít người ở gần nhìn thấy cảnh này, từng người đều cảm thấy nghiêm túc đây là một kẻ hung ác, bọn họ cũng không dám đi khiêu khích Lăng Hàn, dù sao còn chưa phát hiện kim điêu thập bát chảo ở đâu, bây giờ còn chưa phải thời điểm đi ra tranh đoạt. Lại nói, người có chút thực lực cũng tin tưởng mình có thể thẳng tiến top 32 cũng không có khả năng quá mức liều mạng trong tranh đoạt kỹ pháp, đây chỉ là tấm vé vào cửa trước thời hạn mà thôi, cũng đạt được một môn tiên pháp, nếu vì thế mà mất mạng, vậy thì quá oan. Lăng Hàn tìm kiếm trên đỉnh núi nhưng người nào cũng không biết vật dẫn kim điêu thập bát chảo kỹ pháp có hình dạng gì khắc vào phiến đá, miếng ngọc hay là vẽ trên giấy, cho nên tìm kiếm quá khó khăn, cần mở to hai mắt, cẩn thận tìm. Bằng không thì nơi này đã sớm chật trội nhiều người như vậy, chẳng phải nó đã sớm bị tìm ra. Chém giết vẫn còn tiếp tục, rất nhiều người đều nghĩ, đã không tìm được tiên thuật, trước tiên giết người đi, dù sao giết người không còn bao nhiêu, vậy cũng có thể bảo chứng chính mình tiến vào top 32. Lăng Hàn không có tâm thánh mẫu lan tràn, cũng không có xuất thủ ngăn cản, nếu chính mình chạy tới tham gia trận đấu, vậy thì phải có giác ngộ tương ứng, người ta cũng không có lấy đao buộc ai lên núi, cho nên hiện tại chỉ có thể sinh tử do mình. Tiếng gào loạn xị bát nháo, thỉnh thoảng liền có người kêu thảm thiết, có người trốn xuống dưới núi, không phải tìm một chỗ trốn mà là không chơi, muốn chạy trốn rời núi vứt bỏ thi đấu. Lăng Hàn mắt điếc tai ngơ, hắn muốn nhanh tìm ra tiên thuật, nhân lúc có thời điểm phải nghiên cứu nhiều hơn. Tìm được, có người đột nhiên kêu lên, lúc này mọi ánh mắt đều nhìn sang chỉ thấy dưới một khối nham thạch lớn đè ép một góc sách lộ ra ngoài. Đây chính là kim điêu thập bát chảo, người phát ra tiếng kêu liền hối hận, dường như hối hận tại sao chính mình kêu thành tiếng, im ỉm phát tài không phải càng tốt sao. Ha 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 ha, nó là của ta, một bóng người như thần long bay tới đây, đánh một trường vào tảng đá, hắn muốn đánh tảng đá bay đi để chiếm lấy tiên thuật. Nghĩ hay lắm, có người xuất thủ chặn đường, lúc này dám ra tay cướp đoạt tiên thuật, tự nhiên từng người đều là cao thủ, người bình thường chỉ có thể thử thời vận nếu thật vào lúc mấu chốt đi lên cướp đoạt chính là chịu chết phanh 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 kịch chiến xảy ra liên tục càng ngày càng nhiều cao thủ gia nhập tranh đoạt nhưng kiềm chế lẫn nhau cũng không có ai đánh bay tảng đá chiếm lấy tiên thuật bị tảng đá đẻ phía dưới Lăng hàn cũng không có tiến lên bởi vì hắn nhớ kỹ rất rõ ràng lúc trước hắn nhìn qua nơi đó rồi nơi đó không có gì vì sao hiện tại lại biến ra nó thật sự là người kia kinh nghỉ thất thố sao hiển nhiên không phải Lăng Hàn nhìn vào trong đám người, rất nhanh, hắn liền định vị được đó là một người trẻ tuổi 23-24 tuổi, trước đó còn có vẻ mặt ảo não, bây giờ ngồi trên một tảng đá, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó, thành thơ nhìn xem hí kịch. Quả nhiên, Lăng Hàn đi tới, hắn ngồi lên tảng đá khác, nói. Một tay nhắc lên đại chiến như vậy, nghĩ đến rất có cảm giác thành tựu A. Người tuổi trẻ kia mỉm cười, ngươi nói cái gì, tại sao ta nghe không hiểu, cố ý đè một tảng đá dưới đá lừa gạt những người khác phát hiện tiên thuật từ đó dẫn phát huyết chiến lăng hàn nói lúc này người trẻ tuổi không có phủ nhận mà chỉ nói thế nào kỹ xảo của ta rất tốt diễn kỹ không ra thế nào nhưng nắm chắc lòng người rất tốt trong nháy mắt liền đã dẫn phát chiến đấu nếu không nghĩ kỹ lại kỳ thật sơ hở có thật nhiều lăng hàn ăn ngay nói thật diễn có chút quá lời nhất là biểu hiện ảo não lúc cuối cùng quá mức giả dối ừm ân lần sau ta nhất định cải tiến người trẻ tuổi ngược lại thật khiêm nhường liên tục gật đầu, sau đó vươn tay. Ta gọi tư mã hòe, người tên là, tàn giả, lăng hàn cũng đưa tay ra. Phanh, đúng lúc này, rốt cục có người thừa dịp chiến loạn đánh nát nham thạch, cầm lấy quyển sách dưới đá. Hắn vô cùng hưng phấn, cô sách lên nói, ta đạt được, ta đạt được, lập tức, những người khác công kích nhắm vào hắn. Mặc dù người kia bất phàm nhưng cũng không chịu nổi nhiều kình địch vây công như vậy, lại thêm vô cùng hưng phấn bỏ bê phòng thủ, lập tức bị oanh sát thành cạn bã. Trên mặt hắn tràn ngập hối hận và khó hiểu, chính mình đã đạt được tiên thuật, theo lý mà nói, người Thái Cổ Tông nên xuất hiện tiếp dẫn chính mình mới đúng, tại sao nhìn hắn bị oanh sát. Hắn miễn cưỡng nhìn vào quyển sách trong tay, ánh mắt đảo qua, hắn không thể thở nổi nữa, chết. Phía trên có viết bảy chữ, 300 thủ thơ tình cổ. Em gái ngươi, bị hố chết, hai mắt người kia mở to, lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, tuyệt đối chết không nhắm mắt. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện, mỗi người tức giận sôi trào, bọn họ đã bị chơi xỏ. soát những người này đồng thời quay đầu nhìn sang tư mã hòe. Tư mã hòe có diễn kỹ qua mát, hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ vào lăng hàn nói. Các vị đại gia, ta cũng bị ép buộc, chính là hắn, hắn bảo ta đặt quyển sách dưới tảng đá, nói là tìm được tiên thuật. Hắn lòng đầy căm phẫn, bày ra dáng vẻ người bị hại. Dựa vào, còn có thể như thế. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn thật sự đánh giá thấp diễn kỹ của tư mã hòe, hắn có loại cảm giác, tư mã hòe thực lực cực mạnh, dù là không thể quét ngang những người kia nhưng giết ra một con đường sống là chuyện rất nhẹ nhàng. Có thể hắn lại ngẫu hứng phát huy nên hãm hại Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, dạng người này thật hiếm thấy. Là ngươi, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm vào Lăng Hàn, mặc dù vẫn có chút hoài nghi, cũng đã tin tưởng một chút, bởi vì Lăng Hàn không có quan hệ gì với tư mã hòe, vì sao hai người lại đứng gần nhau như vậy. Hai người bọn họ rõ ràng đều đang xem kịch nha, ghê tởm, quá ghê tởm. Lăng Hàn mỉm cười, nếu như ta nói không có quan hệ với chuyện này, các ngươi sẽ không tin tưởng đúng không? Hắn thừa nhận, thực sự không liên quan gì đến ta, ta bị ép buộc. Tư Mã Hòe lập tức kêu lên, ngậm miệng, một tên nam tử tóc đỏ quát, sau đó đằng đằng sát khí nói. Không bằng đều làm thịt cả hai đi, chương 4029, Kim Điêu thập bát chảo. Tốt, những người khác đều gật đầu, mặc dù Lăng Hàn mới là kẻ cầm đầu nhưng Tư Mã Hòe nối giáo cho giặc, tự nhiên không thể buông tha. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, hắn nói với Tư Mã Hoè. Thế nào, ta nói người diễn kỹ quá nát ga. Tư Mã Hoè lại thở dài, hắn cảm giác chính mình diễn rất tốt, rất nhập tâm. Hiu hiu hiu, người xung quanh đã nhao nhao xuất thủ tấn công Lăng Hàn cùng Tư Mã Hoè. Ai, vì cái gì các ngươi nhất định phải chết sang. Tư Mã Hoè từ tốn nói, đột nhiên thân thể giết tới, phiêu giật như quỷ mị, phốc phốc phốc, hắn xuyên thẳng qua đám người như không có gì liền chứng kiến một đạo huyết hoa bắn ra không có người nào không bị hắn cắt đầu ngã xuống đất mà chết hắn liên sát mười mấy người bản thân lại không nhiễm một vết máu phiêu giật tiêu sái những người khác sợ hãi mất mặt không dám tiến lên thực lực của người này mạnh cỡ nào đám người bọn họ dám tới đây tranh đoạt khẳng định đều cường đại hơn tầm bí cảnh bình thường nhưng nhiều người vây công như vậy vẫn bị hắn một chiêu diệt sát một người thực lực tranh lệch bao nhiêu bọn họ đều có chút hoài nghi người này có phải cường giả tiên đồ hay không lúc này có người quay đầu bỏ chạy, sát thần như vậy không thể địch nổi, không đi chịu chết mới tốt. Đã có một thì sẽ có thứ hai, người nơi này chạy sạch sẽ nhanh chóng. Tư Mã hòe xoay người lại, hắn cười với lăng hàn một tiếng. Ta là người giảng nghĩa khí, không có liên lụy đến ngươi nha. Nhưng ta cảm thấy rất khó chịu, lăng hàn từ tốn nói. Thì tính sao, tư Mã hòe nhìn về phía lăng hàn, bỗng nhiên hai mắt biến thành đỏ bừng, giống như nhuộm đầy máu tươi. Ngươi là một đối thủ không tệ, ta nghĩ, dùng da của ngươi làm ngọn đèn bàn sẽ rất xinh đẹp. Ngươi không phải phái diễn kỹ sao, tại sao biến thành phái thần kinh? Lăng Hàn lấy mảnh vỡ mộ bia ra, hắn quyết định phải giáo huấn ra hỏa này thật tốt. Ha ha, ngươi muốn dùng một cục gạch đối kháng ta. Tư Mã Hòe cười to, nói, tàn dạ, xem ra ngươi lấy tên rất chính xác, thật não tàn. Tay phải Lăng Hàn nắm lấy mảnh vỡ mộ bia, tay trái ngoắc một ngón tay về phía Tư Mã Hòe. Tới đi, thành toàn ngươi. Tư Mã Hoè công tới, Lăng Hàn trực tiếp ném cục gạch tới, xèo, nó như đạn pháo đập về phía Tư Mã Hoè. Vô chi, Tư Mã Hoè tùy ý đánh ra một đạo khí kình, hắn muốn đánh bay cục gạch nhưng hắn lập tức biến sắc, bởi vì cục gạch không dính vạn pháp, hắn đánh ra kình lực căn bản không có tác dụng, cục gạch nhanh chóng đánh thẳng về phía hắn. Lúc này, hắn đã bỏ qua thời gian trốn tránh tốt nhất, chỉ có thể dùng hai tay che mặt. Phanh, hắn cảm thấy hai tay đau đớn, sau đó cả người đều không tốt, dường như có âm khí quấn quanh. Mặc dù vô hình vô ảnh nhưng hắn lại có một cảm giác, dường như hắn bị vật gì đó quấn quanh. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai cánh tay đều biến hình, xương cốt khẳng định đứt rời. Hắn hoảng hốt, đây là bảo khí gì, quá khủng bố. Thân thể Lăng Hàn tới gần, bổ sung một quyền, tư mã hẻ vội vàng lui về phía sau, hai tay của hắn cũng không bị thương nghiêm trọng cỡ nào, nào dám va chạm khí lực với Lăng Hàn. Lăng Hàn thừa cơ thu hồi mảnh vỡ mộ bia, hắn ném ra đồ chơi này cũng chỉ thử một chút không nghĩ tới hiệu quả thật sự kinh người. Ta cảm thấy ngươi nên diễn người chết. Hắn liên tục ra quyền, nhanh như lưu quang, Tư Mã Hoè vừa giận vừa sợ, nếu như hắn còn ở trạng thái toàn thịch, tự nhiên không sợ lôi quang quyền nhưng hai tay như bị gãy xương, kinh mạch cũng thương tổn không nhỏ, hắn có thể chiến đấu sao? Hắn chỉ có thể lui, lui lại thật nhanh. Xỉ Nhục A, à, luôn luôn chỉ có hắn đùa bỡn người khác nhưng bây giờ lại rơi vào cảnh chật vật như thế. Cảm thấy hai tay càng ngày càng đau nhức, hắn không dám ham chiến lúc này quay người bỏ chạy nếu lăng hàn phát động chỉ xích thiên nhai khẳng định có thể đuổi kịp cũng đánh từ mã hòe bay đi nhưng môn thân pháp này sẽ bại lộ thân phận của hắn hắn dùng cẩn thận mới tốt được rồi dù sao ra hỏa này cũng đủ thảm rồi lăng hàn thu hồi mảnh vỡ mộ bia tiếp tục tìm kiếm tiên thuật hắn an ổn đào ba thước đất cuối cùng cũng tìm được tiên thuật đây là một quyển gia thú dĩ nhiên không phải gia hư không thú dáng vẻ cổ xưa sau khi phát động sẽ có hình tượng kim điêu xuất hiện khác biệt góc độ, khác biệt đối thủ nhưng có thể chế địch nhanh chóng. a à, đây không phải trảo pháp sao, vì sao lại có hình ảnh kim điêu đi săn? Người trẻ tuổi, người có thể xuống núi. Một giọng nói vang lên bên tai Lăng Hàn, cầm lấy kim điêu thập bát trảo, hắn liền nối thẳng so tài sau đó. Lăng Hàn gật gật đầu, nội tâm lo sợ, không biết người này có nhìn thấy cảnh hắn đánh tư mã hòe tổn thương hay không. Mặc dù mảnh vỡ mộ bia là vật chẳng lành nhưng lại có hiệu quả kinh người, đừng làm cho cường giả tiên đồ sinh ra ác y mới tốt. Còn tốt, hắn đi xuống dưới núi cũng không gặp ai đi ra tìm hắn. Vừa về tới tiểu viện, Lăng Hàn lập tức tu tập kim điêu thập bát chảo. Đây không phải thứ trực tiếp truyền thụ chảo Pháp mà là thông qua quan sát kim điêu đi săn, từ đó thể ngộ tiên thuật này. Hắn cẩn thận quan sát, bên trong thức hải, hình tượng đứng im lại động. Lăng Hàn giống như về tới niên đại hồng hoang, một con kim điêu dương cánh trăm trượng bay trên bầu trời, nó nhanh chóng phát hiện phía dưới đất có cự mãng dài trăm trượng đang thổ nạp một đám khí đen bay tới bay lui trong miệng nó, trước miệng nó còn có một viên châu màu đen lơ lửng, có cảm giác vận vị khó hiểu. Mãng xà sinh đan cảnh, lang Hàn nói thầm trong lòng, xèo, Kim Điêu lại trực tiếp phát động công kích, từ trên bầu trời lao xuống, song chảo bắt lấy phía dưới, tất cả là màu vàng rực. Cự mãng kịch chiến với Kim Điêu, sau khi va chạm hai ba lần liền bị Kim Điêu tóm được và xé thành mảnh nhỏ. Hình tượng biến hóa, Kim Điêu lại tìm con mồi khác, lần này nó tìm được tê giác màu bạc, trên trán có sừng nhọn như lưỡi đao. Đây là đao tê, từ biểu hiện trong tư liệu cổ xưa, sau khi loại yêu thú này thành niên chính là tồn tại sinh đan cảnh mà lại là tồn tại nổi bật trong sinh đan cảnh, đao phong của độc tê không gì không chém, vô kiên bất phá. Nhưng mà Kim Điêu lại ngang nhiên phát động công kích, trực tiếp cầm lấy đầu đao tê, sừng nhọn sắc bén của nó không dùng được, sau đó nó bị nâng lên không chung và xé thành hai mảnh. Còn có, còn có, còn có, Lăng Hàn nhìn thấy từng tràng cảnh Kim Điêu bắt mồi, có hung thú trên đất, có hung ngư trong biển, có mãnh cầm trên bầu trời nhưng tất cả đều bị nó xé nát gọn gàng. Khi tất cả hình tượng đều biến mất, Lăng Hàn bắt đầu cảm ngộ, từ công kích của kim điêu hóa thành trảo pháp của bản thân. Ngộ tính của hắn cực kỳ đáng sợ, sau một ngày, hắn đã nắm giữ bước đầu. Lúc này có người tới lưu lại lời nhắn, bảo Lăng Hàn vào 10 giờ sáng ngày mai đi tới quảng trường, đại hội sẽ cử hành tại đó. Trừ Lăng Hàn ra, trong viện này có Nghiêu Kiếm Hoa cũng nhận được lời nhắn. Trên thực tế người bị đào thải đã rời khỏi Thái Cổ Tông, người lưu lại đều có tư cách tham gia thi đấu. Trường 4030, thật là khéo. Nghiêu Kiếm Hoa có thể tiến vào top 32 cũng không kỳ quái, dù sao hắn cũng là thiên tài nhất tinh. Đối với Nghiêu Kiếm Hoa mà nói, hắn phát hiện Lăng Hàn vẫn còn lưu lại trong tiểu viện, tự nhiên hắn sinh ra kinh hãi thật lớn. Về sau hắn mới biết được, hóa ra Lăng Hàn may mắn đạt được kim điêu thập bát chảo. Khó trách. Người ta là bói toán đại sư, có thể là người đầu tiên tìm ra tiên thuật cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cũng không có đi đỉnh núi tìm kiếm, bởi vì hắn chính là hậu đại của Linh chân Quân, bí pháp gì không chiếm được, cần gì phải đi cướp một môn tiên thuật cấp thấp. Thật sự là nói đùa, nhưng mà, bởi vì vô sỉ bỏ lại Lăng Hàn cùng Tiêu Huyên, hắn cũng không tiện chào hỏi Lăng Hàn, chỉ coi như không biết. Một đêm trôi qua, Lăng Hàn đã lĩnh ngộ kim điêu thập bát chảo được mấy phần nhưng rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, tất cả còn phải chờ đánh nhau mới biết. Thời điểm mặt trời mới lên, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn mở ra khiếu huyệt trên người, hấp thu thiên địa lực, đẩy mạnh kinh mạch khuếch trương. Quá trình này chỉ có thể hoàn thành vào lúc tầm bí cảnh. Tầm bí cảnh không cần khai phá kinh mạch mà là mở ra một khu vực cho mình để mà tồn chữ bí lực. Mỗi người mở ra tới bí cảnh không giống nhau, có ít người lấy tâm can tỳ phổi thận làm không gian dung nạp, có người suy nghĩ khác người, lấy đại não làm không gian dung nạp nhưng đại đa số người đều mở đan điền. Kỳ thật tầm bí cảnh không phải là điểm cuối cùng, người có thể mở ra một ít không gian nhỏ liền vọt vào tiên môn, cũng có thể dừng lại ở cảnh giới này thời gian thật lâu, dùng không ngừng mở rộng không gian dung nạp tồn chữ bí lực. Bởi vì tầm bí cảnh chỉ quyết định thời gian võ giả chiến đấu dài ngắn, cho nên chân chính ảnh hưởng chiến lực chính là khai khiếu cảnh, cảnh giới này còn có thể tiếp tục khuếch trương kinh mạch mà kinh mạch càng rộng, một kích đánh ra bí lực tự nhiên càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng lớn hơn. Đương nhiên, tu hành cảnh giới tầm bí cảnh qua loa, như vậy chiến đấu hai ba lần sẽ tiêu hao sạch bí lực, đó cũng không được. Khai khiếu cảnh cực kỳ trọng yếu, có ít người chỉ mở ra 36 cái khiếu huyệt đã đột phá, sinh thời liền vĩnh viễn chỉ có thể dùng 36 cái khiếu huyệt dung nạp thiên địa lực, so sánh với người đột phá đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh sẽ kém hơn người ta vài cấp độ, tranh lệch không có khả năng biến mất. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không thỏa mãn với đệ nhất cảnh, thậm chí đệ tam cảnh cũng không phải điểm cuối của hắn, hắn muốn mở ra tất cả ẩn huyệt, đánh xuống căn cơ cực kỳ hùng hậu. Nửa giờ sau, hắn ngừng lại, không sai biệt lắm còn mấy ngày nữa hắn liền có thể nghênh đón cấp độ sinh mệnh tăng vọt lần nữa, đến lúc đó không biết sẽ mở thêm mấy cái khiếu huyệt. Hắn ăn xong điểm tâm, lại ôn tập kim điêu thập bát chảo một lần, nhìn xem thời gian đã không còn nhiều lắm liền đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới thái y các. Nghiêu kiếm hoa rời đi sớm hơn hắn một bước, cho nên hai người cũng không có gặp nhau. Thái ý các cũng không xa, lăng hàn đi mười mấy phút là tới nơi, nhìn xem thời gian, cách 10 giờ vẫn còn 5 phút đồng hồ. Ân, tính thời gian rất chuẩn. Lăng Hàn đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy được ba khuôn mặt quen thuộc. Như Kiếm Hoa, Từ Mã Hoè, Lưu Hoa Vân, những người khác cũng tỏa ra khí thức cường đại, tự nhiên đều là người nổi bật trong tầm bí cảnh, thiên tài nhất tinh chiếm đa số. Sau khi nhìn thấy Từ Mã Hoè cùng Lưu Hoa Vân, chẳng ai lộ ra vẻ mặt phẫn nộ và kiêng kỵ lẫn nhau. Tên cường giả trúc cơ lúc trước đi ra, hắn hai tay chắp sau lưng, Mặc dù làm ra dáng vẻ 10 phần nhưng ở trước mặt những tầm bí cảnh này hắn tự nhiên có 10 phần tư cách. Hôm nay bắt đầu thi đấu chính thức, hắn Từ Tốn nói, đợi chút nữa tất cả mọi người tới giúp thăm, số 1 đấu với số 32, số 2 đối với số 31, cứ thế mà suy ra. Trong chiến đấu, trừ phù binh, không cấm dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Một phương nhận thua thì phương còn lại nhất định phải dừng tay, nếu không bản tọa sẽ đích thân làm thịt hắn. Không có nhận thua cho dù bị tàn phế, chết cũng không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Sợ hãi thì nhanh nhận thua, hắn dừng lại một chút cho đám người thời gian suy nghĩ, chỉ có mấy giây mà thôi, thấy không có người nói chuyện, hắn liền vung tay lên. Vậy thì bắt đầu rút thăm đi. Đám người lần lượt tiến lên rút thăm, Lang Hàn nhìn thấy mình rút được số 9, trận đầu, số 1 đấu với số 32, nhanh ra khỏi hàng, không nên lề mà lề mề. Hiển nhiên tên cường giả trúc cơ cũng không phải là người kiên nhẫn. Cũng phải hắn thấy tầm bí cảnh giống như sâu kiến, hiện tại còn bảo hắn chủ trì tầm bí cảnh chiến đấu, tự nhiên làm hắn mười phần khó chịu. Hai người ra khỏi hàng, lập tức triển khai kịch chiến. Làm cho Lăng Hàn thất vọng là, hai người này mặc dù chiến lực rất cường hãn nhưng còn không có đạt tới cấp độ thiên tài nhất tinh, hết lần này tới lần khác bởi vì thực lực gần nhau, đánh với nhau quá tốn thời gian, thủ đoạn gì cũng dùng ra hết, cuối cùng bởi vì một người có khí lực mạnh hơn lấy được thắng lợi cuối cùng. Đây chính là chỗ tốt khi tu hành bí lực kéo dài, một khi đánh lâu dài, hiệu quả lập tức hiện ra. Sau đó, số 2 đấu với số 31, trận chiến đấu này liền kết thúc rất nhanh, số 31 là thiên tài nhất tinh, chỉ dùng thời gian vài phút liền giải quyết chiến đấu. Từng tràng chiến đấu tiếp tục, số 9 đấu với số 24, Lăng Hàn đi ra, đã thấy đối thủ của hắn lại là Nghiêu Kiếm Hoa. Hiển nhiên Nghiêu Kiếm Hoa cũng không nghĩ tới, trên mặt hắn lộ ra thần thái ngạc nhiên nhưng lập tức gật đầu, nói. Ngươi không phải đối thủ của bản thiếu, tranh thủ thời gian nhận thua đi dù sao lăng hàn tinh thông bói toán tương lai hắn đi mở ra di tích cổ nói không chừng có thể giúp được một chút cho nên hắn cũng không muốn lăng hàn ngang nhiên bị thua miễn ngày sau xấu hổ hắn vừa nói ra lời này sắc mặt lưu hoa vân cùng tư mã hòe đồng thời lộ ra vẻ xem thường ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy lăng hàn lắc đầu cười nói vẫn là ngươi nên nhận thua đi ta nhất định phải đạt được vị trí đệ nhất nghiêu kiếm hoa sướng sờ sau đó bật cười nói đùa cái gì thế, ngươi còn muốn đệ nhất. Hắn hừ một tiếng, nói, ngươi chỉ là vận khí tốt, đạt được một môn tiên pháp mới có thể có thể đi thẳng vào thi đấu chính thức. Nếu bản thiếu xuất thủ, một chiêu có thể đánh bại ngươi, cho nên ngươi nên ngoan ngoãn nhận thua đi. Ít nói nhảm đi, mau đánh. Bên cạnh, tên cường giả trúc cơ lạnh lùng nói ra, hắn không vô cùng kiên nhẫn. Như kiếm hoa mắng thô tục trong lòng, càng có lửa giận, lúc nào tới phiên một chút cơ cảnh dám của mắng hắn nhưng hắn còn không có cuồng tới mức phách lối tại nơi này lúc này hừ một tiếng nói tàn dạ vậy cũng đừng trách bản thiếu không khách khí đối với tinh la lan quả hắn nhất định phải được xeo hắn đã xuất thủ trong một bước chân hắn lập tức tấn công lang hàn hắn đánh ra một trưởng mang theo hỏa diễm ngập trời hắn cũng không phải người lương thiện xuất thủ sẽ không lưu tình lang hàn phát động kim điêu thập bát chảo hai tay duỗi ra lập tức biến thành màu vàng kim thấy cảnh này tên cường giả trúc cơ cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hai tay biến thành màu vàng kim, đây là tiêu chí sơ bộ nắm giữ kim điêu thập bát chảo. Tiểu tử này mới đạt được tiên thuật trong hai ngày ngắn ngủi, làm sao nắm giữ nhanh như vậy. Quái vật, chương 4031, là ngươi, không chỉ là tên cường giả trúc cơ kia, sắc mặt như kiếm hoa biến thành vô cùng đặc sắc. Trong mắt hắn lăng hàn vô cùng yếu ớt, làm sao có thể là đối thủ của mình. Khí tức tỏa ra không thể làm giả, cực kỳ cường hoành phanh, hai người đấu với nhau một lúc, như kiếm hoa liên tục bại lui về phía sau, hắn phải lui vài chục mét mới có thể đứng vững. a à, nơi này đúng là rất kỳ quái, tiếp nhận lực lượng xung kích cường đại như vậy, thế mà không có một viên gạch hỏng. Lăng Hàn nhìn vào mặt đất, trên mặt đầy thần sắc hiếu kỳ. Tất cả mọi người choáng nặng, người bị ngu hay sao, lúc này còn nói ra một câu như vậy. Hơn nữa, trước đó đã chiến đấu nhiều lần, tại sao ngươi không có nửa điểm ý thức như vậy? Như kiếm hoa đứng vững, Hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lăng Hàn, càng có một loại cảm giác thẹn quá hóa giận. Hắn lại không bằng Lăng Hàn, bị một người hắn không đặt vào trong mắt nghiền ép, việc này chẳng khác gì tát vào mặt hắn một cái rất đau đớn, chuyện này khác gì cục sương mắc trong cổ họng hắn. Tại sao lại như vậy, một người tu hành qua loa lại có thể nghiền ép thiên tài nhất tinh như hắn hay sao? Hắn tuyệt đối không thể thua trong tay Lăng Hàn, lòng tự tôn của hắn không cho phép. Kiếm đến, hắn khẽ quát một tiếng, xèo một vệt ánh sáng từ trong miệng của hắn bay ra ngoài, đây là một viên cầu, sau khi phát động thật nhanh đã hóa thành kiếm chỉ và xoay tròn chung quanh người hắn. a à, đây là pháp thuật gì? Dưỡng binh thuật, cường giả trúc cơ lại là kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nghiêu kiếm hoa mang theo vài phần thận trọng. Hắn nghe nói qua, có ít người từ nhỏ đã lấy thân thể ôn dưỡng binh khí, thời điểm tu luyện, thiên địa lực cũng sẽ trải qua binh khí, làm cho binh khí thông linh, tự nhiên sẽ trở thành pháp khí, xưng là dưỡng binh thuật nhưng dưỡng binh thuật rất khó thi hành. Vì cái gì? Bởi vì binh khí làm sao có thể nuốt vào cơ thể, khẽ động không phải rạch phá bụng và cơ thể của mình hay sao? Cho nên, dưỡng binh khí cần dùng vật liệu đặc thù, thời điểm thu vào trong bụng có thể cuộn lại, hóa thành một cái hình tròn, như thế liền không đả thương nội tạng, thời điểm cần dùng sẽ phun ra, hóa thành nguyên hình, lấy niệm lực ngự. Bởi vì thời khắc ôn dưỡng trong cơ thể, binh khí cũng hoàn toàn phù hợp với mình, giống như hóa thành một bộ phận cơ thể chính mình chỉ huy cực kỳ thuận buồm xuôi gió đã như vậy vì cái gì dưỡng binh thuật cũng chỉ có những tộc nhân đệ tử trọng yếu trong đại thế gia đại tông môn mới có thể tu luyện chính là vì vật liệu dưỡng binh quá đặc thù cực kỳ chân quý cùng quý giá hơn nữa trong quá trình dưỡng binh còn cần rất nhiều vật phẩm phụ trợ chúng cũng đắt kinh người không phải đại tông môn đại gia tộc xuất thủ căn bản không có khả năng chèo chống nổi t người trẻ tuổi này khẳng định có lai lịch lớn lâm lâm nghi kiếm hoa tế gia phi kiếm lòng tin lập tức tăng nhiều. Dưới tiên đồ, dưỡng bình thuật mấu chốt ở chỗ, dưỡng, giống như một đứa trẻ trong thời kỳ phát triển, hơn nữa trong quá trình nuôi bị gãy cần tốn hao cái giá rất lớn mới có thể tiếp tục. Cho nên, cho dù lúc trước không địch lại Lưu Hoa Vân, hắn cũng không có nghĩ sử dụng phi kiếm. Thắng thì như thế nào, chỉ tranh giành hơn thua mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn nhất định phải đạt được tinh la lan quả, quan hệ tới tiền đồ sau này của hắn, cho nên, dù là gián đoạn tiến trình dưỡng binh, hắn cũng phải đánh bại lăng hàn ai ai bảo chiến giáp của hắn bị tiểu tạc nào đó trộm mất chính là dưỡng binh thuật trong đám người trẻ tuổi cũng có biết hàng lúc này hít một hơi khí lạnh và lên tiếng cái gì dưỡng binh thuật tất cả mọi người hỏi hắn người trẻ tuổi lúc trước giải thích một chút lập tức làm người khác động dung nghiêu kiếm hoa tuyệt đối đến từ thế lực lớn nhưng vấn đề là cho dù nơi này có hóa linh chân quân trước mắt mọi người đều bị nhốt trong lồng giam tìm đâu ra tài nguyên cung cấp nghiêu kiếm hoa dưỡng binh Nghiêu kiếm hoa mặt mũi tràn ngập ngạo nghễ, hắn biết một khi lộ dưỡng binh thuật ra ngoài khẳng định sẽ làm mình trở thành đối tượng bị đám người chú ý nhưng hắn lại không có chút áp lực nào, vào lứa tuổi của hắn cần nhất chính là người đồng lứa sùng bái, khác phái ái mộ. Tàn dạ, còn không nhận thua, hắn nói mang theo khí chất cao cao tại thượng. Lăng Hàn cười ha ha, đã như vậy, vậy để ngươi nhìn xem tuyệt chiêu của ta. Hắn cũng hét lớn một tiếng, lập tức thấy hắn xuất hiện một bộ khôi giáp, kim quang lóng lánh. Ta, khốn kiếp. Trong lúc nhất thời, Nghiêu Kiếm Hoa kém chút tức chết tại chỗ. Đây không phải là chiến giáp của hắn sao? Làm sao lại nằm trong tay Lăng Hàn? Rất đơn giản, tiểu tặc cướp sạch mình chính là Lăng Hàn. Khó trách gia hỏa này có thể bói toán vận rủi của mình biến mất lúc nào, căn bản chính là gia hỏa này gõ cục gạch vào đầu mình. Chính mình chúng vận rủi quấn thân, hoàn toàn chính là Lăng Hàn hại. Khổ lớn, thù sâu, Nghiêu Kiếm Hoa tức giận không nhỏ, hắn đã từng vô số lần tưởng tượng dáng vẻ tiểu tặc cũng vô số lần tưởng tượng tới sau khi bắt được kẻ này sẽ tra tấn chém giết thế nào kết quả tiểu tạc thế này liên tục xuất hiện trước mặt hắn lắc lư chung quanh hắn có trời mới biết thời điểm chính mình gọi đối phương là đại sư trong lòng đối phương cười thành dáng vẻ gì chết chết tiệt một vạn lần ta muốn giết ngươi giết ngươi giết ngươi hắn hét lớn một tiếng ngựa kiếm chém về phía lăng hàn dưỡng binh kiếm đương nhiên cực kỳ sắc nhọn hơn nữa hắn cũng sắp đạp vào tiên đồ dưỡng binh gần tới tiểu thành kiếm này có thể chém giết tất cả tồn tại dưới tiên đồ nhưng mà đinh một tiếng phi kiếm chém vào khôi giáp cũng chỉ nhìn thấy hoa lửa bắn tung tóe ra ngoài sau đó liền bắn ngược trở về cũng không lưu lại một chút dấu vết đây chính là pháp khí cấp bậc tiên đồ hơn nữa còn là nguyên bộ lang hàn mỉm cười nha còn kém một chút cố lên ngươi nên vạch một chút dấu vết lên đó nghe nói như thế tất cả mọi người im lặng ngươi cũng quá tổn hại người muốn tức chết người ta sao nghiêu kiếm hoa càng tức giận sung huyết não chiến giáp này là của hắn là của hắn của hắn dùng phi kiếm mình ôn dưỡng chém vào chiến giáp đây là hành vi tổn hại cỡ nào cả người hắn đều không tốt không nên khách khí nha đến đây lăng hàn lao đến hắn đánh ra một quyền nghiêu kiếm hoa nào dám đón đỡ vội vàng trốn tránh hắn tự nhiên biết bộ chiến giáp này là pháp khí cấp bậc nhất tinh thậm chí là đỉnh cấp trong cấp bậc nhất tinh chủ yếu là phòng ngự vô địch căn bản không phải hắn hiện tại có thể phá vỡ cho nên, Lăng Hàn đã đứng ở thế bất bại, đánh cái lông à, hắn thu hồi phi kiếm, oán hận nói. Ta nhận thua, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, tiểu tử này chỉ cần vừa ra khỏi thái cổ tông, hắn liền bảo bốn cái tùy tùng xuất thủ bắt người, mặc ngươi châu bỏ cỡ nào, ngươi làm sao là đối thủ của cường giả trúc cơ. Lăng Hàn vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn chưa chơi chán thì làm sao đầu hàng. Đừng nóng vội a, à, chúng ta so tài mấy lần nữa. Hắn nói, ngươi đủ chưa, cường giả trúc cơ mặt đen lên tiếng, hắn đã nhìn không được. chương 4032, đuổi đi, xấu bụng, tất cả mọi người đưa ra lời bình với Lăng Hàn, người xem người ta đã bị ngươi dọa bỏ cuộc, người còn không buông tha, có cần tổn hại người ta như vậy không? Nghiêu kiếm hoa lui, thối lui đến phía sau cùng, hắn trực tiếp xoay người rời đi, muốn rời khỏi Thái Cổ Tông. Làm đệ tử Thái Cổ Tông, hắn nào có hứng thú như vậy, tới đây tham chiến cũng chỉ muốn có được tinh la lan quả, hiện tại đã vô duyên với đệ nhất, hắn còn ở lại làm gì? Chờ chút, hắn ngừng lại, như không ở lại Thái Cổ Tông, hắn làm sao biết Lăng Hàn sẽ rời đi lúc nào. Người này, hắn nhất định phải xử lý, cho nên, hắn phải lưu bên trong Thái Cổ Tông, trông coi Lăng Hàn, chờ Lăng Hàn rời đi lúc nào thì hắn cũng lặng lẽ đuổi theo, bảo bốn tên tôi tớ bắt lấy Lăng Hàn sau đó hắn sẽ thẩm vấn một phen, lại tra tấn một phen, cuối cùng mới giết chết Lăng Hàn. Dám trêu chọc hắn, biết hắn là ai không, như kiếm hoa không đi, hắn lại về tới vị trí cũ, yên tĩnh quan chiến. Chiến đấu tiếp tục, Lưu Hoa Vân, Tư Mã Hoè nhao nhao ra sân, đều nhẹ nhóm cướp đoạt một thắng, kỳ thật thiên tài nhất tinh cũng không có nhiều như vậy, bọn họ xem như người nổi bật. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn lên người tên nam tử áo đen, hắn là Liễu Quân, đệ tử thứ ba của Thái Cổ Chân Quân. Có thể được Hóa Linh Chân Quân thu làm đệ tử, đương nhiên thiên phú Liễu Quân bất phàm, tuyệt đối là thiên tài nhất tinh, hơn nữa còn có thể là người nổi bật trong thiên tài nhất tinh. Hắn vừa ra trận liền làm tên cường giả trúc cơ 10 phần khách khí, mỉm cười đối mặt, cho đủ mặt mũi. Gia hỏa này lúc trước bày cái giá đỡ cao bao nhiêu, bây giờ lại gần như nịnh nọt, nổi bật gia hóa linh chân quân cường đại, đủ làm một tên cường giả tiên đồ phải khom lưng cúi đầu trước phàm nhân. Chiến đấu vòng thứ nhất kết thúc, thiên tài mạnh hơn đương nhiên trổ hết tài năng, trong thiên tài nhất tinh không có thẳng tiến vòng thứ hai cũng chỉ có nghiêu kiếm hoa. Bởi vì sắc trời đã tối, tỉ thí vòng thứ hai sẽ cử hành vào ngày mai, đám người cũng tản đi trước. Nhi kiếm hoa vừa mới cất bước lại bị người ta ngăn cản, bảo hắn chờ lát nữa. Chỉ qua một hồi liền có lão giả áo xám xuất hiện, quỷ dị chính là thân thể của hắn lại hơi mờ. Chân ngã cảnh, như kiếm hoa biến sắc, như ra mặc dù có lão bộc chân ngã cảnh nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy phủ định chân ngã cảnh cường đại, hơn nữa nơi này cũng không phải bách thắng tinh, hắn thật bị đối phương giết, cho dù lão tổ nhà hắn giá lâm, có thể làm cho thái cổ chân quân cúi đầu giao ra hung thủ hay không cũng là chuyện khác. Cho nên hắn vẫn cung kính một chút mới tốt, xin ra mắt tiền bối hắn chắp tay nói tên cường giả chân ngã cảnh này tên là đồng nhạc hắn gật gật đầu cũng bày ra tư thái rất cao sau đó mới nói ngươi đến từ phương nào nghiêu kiếm hoa hơi do dự liền quyết định nói thật vãn bối đến từ bách thắng tinh tinh long giáo gia tổ nghiêu phương hóa ra là hậu nhân nghiêu chân quân đồng nhạc a một tiếng khó trách tiểu tử này có thể dưỡng binh hóa ra đến từ một tinh thể khác tiền bối nhận ra gia tổ nghiêu kiếm hoa cũng có chút kinh hỉ nhỏ có thể xin đối phương ra tay bắt lấy Lăng Hàn hay không? Đồng Nhạc cười một tiếng, chưa từng gặp qua nhưng nghe nói qua uy danh của Ngưu Chân Quân. Đây là không có giao tình gì, Ngưu Kiếm Hoa thở dài trong lòng, đã không có giao tình, người ta dựa vào cái gì bán mặt mũi cho tầm bí cảnh nho nhỏ như hắn. Nếu là hậu nhân như Chân Quân, Thái Cổ Tông cũng không dám thu ngươi làm đệ tử, vẫn đi thôi. Đồng Nhạc phất phất tay, dựa vào, đuổi ta đi, Ngưu Kiếm Hoa ngây ngốc một chút. Không phải đã nói chỉ cần tiến vào top 32 chính là đệ tử thái cổ tông sao, vì sao lại đuổi hắn? Nhưng đồng nhạc cũng có ý nghĩ của đồng nhạc, một tên hậu nhân hóa linh chân quân ở lại bên trong tông môn của mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Ngưu Phương còn có thể bị thái cổ chân quân đỡ được nhưng nếu Ngưu Phương thỉnh động cường giả tinh long giáo thì sao? Đại năng cấp giáo chủ cấp hàng thế, thái cổ tông chỉ có thể bị một trưởng của đối phương tiêu diệt. Hiện tại bọn họ còn muốn điệu thấp cũng không muốn dẫn tới đại năng cấp giáo chủ trí tôn tìm tới, vì hoàn thành mưu đồ của bọn họ, cho nên như kiếm hoa nên về sớm một chút, miễn sinh ra phiền toái không cần thiết. Một tên cường giả chân ngã cảnh quyết định chủ ý, như kiếm hoa làm sao có thể cải biến. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rời tông mà đi, thiếu ra, bốn tên lão bộc trúc cơ nhau nhau nhảy ra, cùng hành lễ với như kiếm hoa. Chúc mừng thiếu gia thu hoạch được bảo quả, như vậy càng vững chắc cơ sở, đại đạo có hy vọng. Có một lão giả vội vã vuốt mông ngựa, cũng không nhìn thấy sắc mặt Nghiêu Kiếm Hoa lúc này đen cỡ nào. Chúc mừng em gái ngươi, Nghiêu Kiếm Hoa đá ra một cước, thiếu ra, ba lão giả khác chấn kinh, chẳng lẽ vuốt mông ngựa không đúng sao? Tên lão giả kia không dám trốn, không dám hoàn thủ, mặc cho Nghiêu Kiếm Hoa đạp lên người. Sau khi phát tiết xong, Nghiêu Kiếm Hoa mới nói ra nguyên nhân. Cái gì, tiểu vương bát đản kia chính là tiểu tặc đánh lén và cướp sạch thiếu ra. Tên vương bát đản này còn một đường vì tùng ta, chẳng phải là đang âm thầm chế diễu hay sao thật sự là quá ghê tởm ta đã sớm nói qua tiểu tử kia không tin được lão giả thứ tư nói vuốt đuôi lập tức đưa tới như kiếm hoa giận dữ và đánh hắn một trận có người đã bước vào tiên đồ nhưng vẫn ngu mốc như thế thiếu ra chúng ta bây giờ làm sao bây giờ Như kiếm hoa trầm ngâm một chút ta vốn định ở lại trong tông giám sát tàn dạ chỉ cần hắn rời tông sẽ bắt lấy hắn nhưng hiện tại xem ra chúng ta phải tản ra trông coi mấy con đường núi rời đi thiếu gia anh ninh, bốn lão giả lại bắt đầu vuốt mông ngựa, tàn giả, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, không nói như kiếm hoa, một đêm qua đi, lăng hàn đón mặt trời mới mọc tu luyện, sau đó ăn xong điểm tâm, hắn lại đi tới quảng trường thái y các. Bởi vì hôm qua đã trải qua rút thăm, hôm nay cũng không cần, trực tiếp bắt đầu tranh tài. Nhanh chóng tới phiên lăng hàn, hắn trực tiếp mặc chiến giáp vào và đứng giữa sân. Đối thủ là, Lưu Hoa Vân, gia hỏa này rất bất đắc dĩ, trước kia không gặp được lăng hàn, Bây giờ đối phương lại mặc bộ chiến giáp vào, nhìn qua còn có dáng vẻ rất lợi hại, vậy hắn không phải càng đánh không lại hay sao? Nhưng nếu bây giờ không đánh thắng lăng hàn, hắn liền không có khả năng đạt được tinh la lan quả. Hắn liều mạng, hét lớn một tiếng, bộ lông màu đen bao phủ toàn thân hắn, lông đen mọc dài, trong nháy mắt hắn như biến thành đại tinh tinh. a, à, không nghĩ tới tiểu tử này có một tiêu huyết mạch hung viên. Cường giả trúc cơ lộ ra vẻ kinh ngạc giải thi đấu luận võ lần này chẳng những hấp dẫn rất nhiều thiên tài, càng có một ít quái tài. Hai tay Lưu Hoa Vân chấn động, chỉ thấy móng tay trên 10 ngón tay bay ra ngoài, chúng giải chừng một xích, nhìn không khác gì 10 cây dao nhọn. Hắn giống to một tiếng và lao tới, không ngừng vung chảo tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn không nhúc nhích, mặc cho đối phương công kích. Nhưng chiến giáo phòng ngự không phải tầm bí cảnh có thể phá giải, chỉ ít dệ khí không cách nào đâm thủng kiên giáp này. Lưu Hoa Vân nhanh chóng tỉnh ngộ, hắn cải biến phương thức công kích, hai tay ngưng tụ thành nắm đấm và nặng nề nện vào chiến giáp. Chương 4033, thắng liên tục. Phanh, nắm đấm đánh vào chiến giáp, lực chấn động cuồn cuộn, đây là thứ chiến giáp không có cách nào hóa giải, tất cả hóa thành lực truyền vào người Lăng Hàn. Nhưng đối với Lăng Hàn tu hành cảnh giới tới cực hạn chân chính mà nói, loại đả kích này tính là cái gì? Lăng Hàn chỉ hơi vận chuyển bí lực một chút liền hóa giải chấn động thành vô hình. Dựa vào, thấy cảnh này tất cả mọi người đã bó tay rồi hắn phòng ngự dày như thế làm sao phá không phá phòng ngự của lăng hàn tương đương không thể đả thương người còn dám bàn đánh bại lăng hàn hay sao những người còn lại đều cau mày suy nghĩ bọn họ muốn thu hoạch được đệ nhất nếu như đụng phải lăng hàn thì nên ứng phó như thế nào bọn họ vắt hết óc chỉ cảm thấy sau khi mặc lớp giáp như rùa đen vào người phòng ngự của lăng hàn thật sự khó giải tan dạ có dám quang minh chính đại đánh một trận lưu hoa vân giận dữ hét lên hiện tại toàn thân hắn xù lông căn bản chính là một con đại tinh tinh. Lăng Hàn kinh ngạc, ám tiễn của ta tổn thương ngươi. Không có, Lưu Hoa Vân vô ý thức trả lời, ta đánh lén ngươi từ phía sau. Lăng Hàn lại hỏi, không có, Lưu Hoa Vân lắc đầu, không hiểu vì cái gì Lăng Hàn lại hỏi như vậy. Ta không có đánh lén ngươi, cũng không hề dùng ám khí tổn thương ngươi, tại sao lại không quang minh chính đại. Lăng Hàn hỏi thêm, cái này, Lưu Hoa Vân lập tức im lặng, đúng vậy, Lăng Hàn thật sự rất quang minh chính đại, người nhìn đã đứng đó mặc cho người đánh đấy nhưng vì sao hắn luôn có cảm giác không đúng hắn nghĩ nghĩ nói người bỏ chiến giáp ra chúng ta đánh một trận công bằng hắn cuối cùng đã nghĩ ra đâu mà điểm mấu chốt không được lang hàn quả quyết cự tuyệt a à, người ra bài không theo lẽ thường không phải nên hào khí một chút nói công bằng chiến một trận liền công bằng chiến một trận thực lực của người căn bản không kém gì ta đấy còn sợ đánh một trận công bằng sao lưu hoa vân nhe rằng hắn thực sự rất muốn nhào tới cắn chết lăng hàn dạng người này quá khi dễ người a à. ngươi không dám đánh một trận công bằng sao hắn tiếp tục khích tướng lăng hàn cười ha ha nói ta bằng bản sự giành được chiến giáp tại sao phải cởi ra lại đánh với ngươi dựa vào đạo lý thật tốt tất cả mọi người đều im lặng lăng hàn chẳng những phòng ngự như xác rùa đen da mặt còn dày không kém bao nhiêu hoàn toàn đâm bất động à lưu hoa vân không có cách nào hắn nhìn sang tên cường giả trúc cơ trông cậy vào đối phương có thể chủ trì công đạo. Có đánh hay không, không đánh liền nhận thua. Tên cường giả trúc cơ lại không nhịn được nói. Đến, Lưu Hoa Vân nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói. Ta nhận thua, đánh cái giám à, căn bản không gây thương tổn được người ta. Lăng Hàn liền nói, đa tạ đa tạ, ta hiện tại dưỡng sinh dưỡng tính, đều có thể không đánh mà thắng, phẩm cách quả nhiên cao thượng. Phốc, Lưu Hoa Vân lập tức phun ra một ngụm máu tươi, người còn biết xấu hổ hay không? đây gọi là lấy đức phục người sao phục em gái ngươi cho dù cường giả trúc cơ cũng tức giận hôm qua hắn cảm thấy lăng hàn vô cùng hiếm thấy nhưng hôm nay lại thăng hoa vô xỉ tới độ cao mới lăng hàn cười đê tiện đó là vì các ngươi chưa gặp qua đại hắc cẩu hiện tại đổi thành đại hắc cẩu đứng ở nơi này chỉ bộ đồ lót bằng sắt cũng đủ lóe mắt các ngươi chiến đấu lần này không những làm hoa vân thổ huyết cũng làm cho những người khác đau đầu đều đang nghĩ nếu như chính mình gặp được lăng hàn phải làm thế nào nghĩ như vậy Tự nhiên ảnh hưởng tới những trận đấu đặc sắc sau đó, cũng mất đi tiêu chuẩn lớn nhất. Bởi vì chỉ có 8 cuộc chiến đấu, vẻn vẹn đến chưa đã đánh xong. Thế là, sau khi ăn cơm xong, buổi chiều tiếp tục. Trong Thái Cổ tông có rất nhiều đệ tử chạy tới quan sát chiến đấu, những người này phần lớn đều là cốt cảnh, minh văn cảnh, có thể quan sát tầm bí cảnh chiến đấu, hơn nữa còn là thiên tài đọ sức với nhau, tự nhiên 10 phần hữu ích cho sự trưởng thành của bọn họ. Lăng Hàn lại ra sân, hắn mang theo chiến giáp, đối thủ của hắn là Tư Mã Hoè, đúng dịp, thật sự là đúng dịp. Sắc mặt Tư Mã Hoè rất khó coi, hắn muốn thu hoạch được đệ nhất, khó tránh khỏi phải qua cửa lăng hàn này nhưng đụng nhau nhanh như vậy, hắn vẫn còn có chút khó chịu, bởi vì hắn còn không có nghĩ ra biện pháp phá phòng ngự của lăng hàn. Hắn chậm rãi đi lên đài, sau đó cầm một lưỡi búa. Lưỡi búa này toàn thân đen nhánh, mũi nhọn lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ, giống như vừa mới uống no máu tươi, rất nhiều người nhìn thấy không cầm lòng sinh ra run rẩy. Hắn hét lớn một tiếng, vùng lưỡi búa chém về phía lăng hàn hắn đã dùng hết toàn lực vào một kích này nhưng vào lúc này chỉ thấy lăng hàn bước nhẹ sang bên trái lúc này một búa của hắn chém hụt sau đó một quyền đánh vào người hắn dựa vào người chơi xỏ lá à tư mã hòe đã muốn khóc trước kia người đánh với lưu hoa vân không phải không tránh không né chỉ bằng phòng ngự làm đối phương phải nhận thua sao vì sao tới phiên hắn liền chơi tránh né hắn căn bản không ngờ tới lăng hàn sẽ làm như vậy bởi vậy một búa chém ra đã mang theo toàn bộ lực công kích của hắn, cực hạn hóa công kích. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đánh tới. Phanh, nắm đấm đánh tới, tư máu hè cảm thấy ngũ tạng lục phủ như sôi trào lên, hắn không nhịn được úp mặt nôn mửa. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về hướng lăng hàn, lăng hàn cũng nhìn hắn, kỹ xảo của ta không tệ nha. Phốc, tư mã hè lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tốt. Không, chỉ là ngất đi, tức giận ngất đi, giữa sân lâm vào im lặng. Lăng Hàn đánh ra một quyền không tính là kinh diễm, hoàn toàn là lợi dụng nhược điểm phòng ngự của Tư Mã Hoè, từ đó mới có thể một kích bại địch. Âm hiểm, vô sỉ, mấy người còn lại hai mắt nhìn nhau, chẳng lẽ phải nhìn ra hỏa vô sỉ như vậy dẫm lên mặt của mình hay sao? Tên cường giả trúc cơ cũng vô cùng im lặng, giải thi đấu luận võ chính là muốn chọn lựa nhân tài, mặc dù đệ nhất đã dự định cho Liễu Quân nhưng trên thực tế nếu có người có thể đánh bại Liễu Quân, Thái Cổ chân Quân cũng chỉ có cao hứng, đây mới là đệ tử lý tưởng trong lòng hắn. Nếu người này lại là Lăng Hàn, chắc hẳn Thái Cổ Chân Quân khẳng định cũng phải trợn mắt nhìn. Tam sư huynh, sư phụ không phải dạy bảo chúng ta, tự thân cường đại mới là vương đạo sao? Nếu ngươi mặc một bộ chiến giáp, một quyền liền đánh bại đối thủ thì quá tốt rồi. Trong đệ tử Thái Cổ Tông bốn phía, một tên thiếu niên tuổi chừng 13-14 mặt mũi tràn ngập mộng tưởng, hắn lập tức hỏi sư huynh lớn tuổi hơn ở bên cạnh. Cái này, tên sư huynh kia trực tiếp im lặng, đơn giản hủy tam quan à? Bốn trận đấu buổi chiều kết thúc, chỉ có bốn người tái chiến vào ngày mai, theo thứ tự là Lăng Hàn, Liễu Quân, Khổng Duệ cùng Mã Nhược. Đối thủ kế tiếp của Lăng Hàn là Khổng Duệ, hắn là người trẻ tuổi nhuệ khí 10 phàm, thực lực tương đối bất phàm. Một đêm qua đi, Lăng Hàn vẫn hoàn tất tu hành, ăn xong điểm tâm liền đi tới quảng trường. Hôm nay có rất nhiều người tới xem cuộc chiến, buổi sáng đánh xong hai trận sẽ trực tiếp tiến vào chung kết, đệ tử trong tông đương nhiên sẽ tới xem và vuốt mông ngựa liễu quân sư huynh, Lăng Hàn nhìn một chút, Thái Cổ Tông quả nhiên che chở Liễu Quân, bởi vì Liễu Quân chiến đấu là trận đầu mà hắn chờ Liễu Quân đánh xong mới bắt đầu trận thứ hai. Mấu chốt là sau khi hai trận chiến đấu kết thúc liền lập tức bắt đầu trận chung kết. Chuyện này tự nhiên không công bằng. Chương 4034, bệnh nhân, trên đời không có công bằng tuyệt đối. Giải thi đấu luận võ là Thái Cổ Tông làm ra, khẳng định sẽ khuynh hướng Liễu Quân, điểm này cũng không kỳ quái. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, cho dù như vậy là có thể ngăn cản mình đạt giải quán quân hay sao? Tới đi, trận đầu Liễu Quân đấu với Mã Nhược. Mã Nhược có thể đi đến vị trí tứ cường, thực lực đương nhiên không yếu. Hắn kịch chiến với Liễu Quân không thôi. Nhưng hiển nhiên Liễu Quân mạnh hơn, không ngừng áp chế đối thủ, hao hơn một giờ mới có thể đánh bại Mã Nhược. Liễu sư huynh Vạn Tuế, Liễu sư huynh vô địch. Dưới thiên đồ, Liễu sư huynh có thể sừng đệ nhất nhân. Cái gì Hồng Thiên Bộ, nếu dám đến dự thi khẳng định sẽ bị liễu sư huynh đánh bại dễ dàng tất cả mọi người phất cờ hò reo vì liễu quân liễu quân mang theo nụ cười cao ngạo đi trở về lấy ra đan dược ăn muốn mau chóng khôi phục bí lực kịch chiến một giờ cũng làm hắn tiêu hao lớn trận tiếp theo lăng hàn đấu với khổng duệ khổng duệ là một người trẻ tuổi có gương mặt trắng bệch giống như đã sinh ra bệnh nặng sắc mặt rất kém hắn vừa đi vừa ho khan chờ lúc đối mặt với lăng hàn thì hắn liền nói ngươi nhận thua ta đưa ngươi một bộ tiên thuật Hả, đây là ngang nhiên hối lộ sao? Sắc mặt cường giả trúc cơ tái xanh, hận không thể một bàn tay chụp chết khổng duệ lại dám hối lộ trước mặt ta. Nhưng vấn đề là, nếu hắn chụp chết khổng duệ chẳng phải lăng hàn sẽ trực tiếp tiến vào trận chung kết. Một cái nghỉ ngơi dưỡng sức, một cái vừa mới trải qua đại chiến, tự nhiên sẽ phi thường bất lợi cho liễu quân. Cho nên, hắn áp chế xúc động giết người, nhất định phải tranh thủ thời gian cho liễu quân khôi phục một chút. Chớ có nói bậy, hắn mở miệng nói bắt đầu tỉ thí đi. Khổng Duệ thở dài, nói, đầu năm nay, có người đưa tiền tới cửa mà không cần sao. Còn dám nói, tất cả mọi người kém chút té xỉu, người này cũng rất không đáng tin cậy. Lăng Hàn cười ha ha, nói, đến đánh đi, người mặc xác rùa đen kia, đánh như thế nào? Khổng Duệ nói, liên tục ho khan, nói, người nhìn ta bệnh như thế này, có thể chạy tới nơi này cũng không dễ dàng, không bằng cởi chiến giáp ra, xem như chiếu cố bệnh nhân như ta được chứ. Đám người nghe xong đều cảm thấy người này cũng phi thường vô sỉ. Người có thể đi đến vòng tứ cường, chiến lực có thể phổ thông sao? Còn bệnh nhân, chưa thấy qua bệnh nhân biết đánh nhau như vậy. Lăng Hàn lắc đầu, chẳng ra sao cả, ai, người người này thật sự không có tâm đồng tình a. À. Khổng Dệ lắc đầu, trong lỗ mũi của hắn đột nhiên chảy ra hai dòng máu tươi, hắn kinh hãi gào lên. Con mẹ nó, lại bệnh đến chảy máu mũi. Tất cả mọi người kinh ngạc, gia hỏa này thật là bệnh nhân sao? sắc mặt lăng hàn run run, máu mũi cũng không phải màu đỏ tươi mà là đen nhánh như mực, có thể dùng hắc ám để hình dung. Xeo, khổng duệ giết ra, hai tay hợp lại, oanh, trường trong tay đánh ra sóng xung kích màu đen, hóa thành một đầu hắc long tấn công lăng hàn. Ám long trùy, chỉ nghe hắn hét lớn, lăng hàn thấy hoa mắt, giống như thực sự chứng kiến một đầu hắc long dương nhanh múa vuốt tấn công về phía mình, toàn thân bao trùm mang theo kỳ diệu khó nói thành lời, giống như muốn diệt thế. Hắc đánh tới, Lăng Hàn chợt cảm thấy chiến giáp như bị lực lượng ăn mòn. Nếu như chiến giáp này chỉ là cấp bậc tầm bí cảnh, như vậy có thể đoán nó hiện tại loan lỗ vết gì xét nhưng không khéo chính là, đây chính là pháp khí nhất tinh, làm sao có thể bị tầm bí cảnh phá hư. Chỉ thấy chiến giáp tự hành phát sáng, kim quang phổ chiếu cực kỳ bắt mắt trong bóng đêm. Oanh, sóng sung kích hắc ám đánh qua, Lăng Hàn vẫn đứng ngạo nghế. Khổng Duệ lại bắt đầu ho khan, biến thái, thật sự là biến thái, ta đã liều mạng nhưng không thể động tới cọng lông chim của ngươi a. Ai, thương tâm, không chơi. Sắc mặt Lăng Hàn lập tức biến thành màu đen, ngươi nói không gây thương tổn được một cọng lông là được rồi, còn lông chim cái gì? Khổng Duệ thật sự nói không chơi liền không chơi, quay người liền đi, vô cùng quả quyết. Ám Long trùy là sát chiêu lớn nhất của hắn, ngay cả tuyệt chiêu lực công kích lớn nhất đều không thể oanh phá chiến giáp của Lăng Hàn, có tái chiến cũng phí công. Vậy còn không tranh thủ thời gian nhận thua, đánh nhau như vậy rất hao tổn thể lực hơn nữa còn khả năng thụ thương, không có lợi. Cường giả trúc cơ bên cạnh hận không thể bóp chết khổng duệ, người còn là võ giả sao, vì sao lại không có chút giác ngộ chiến đấu như thế? a à, đánh một chiêu không làm được gì liền rút lui. Đơn giản là sợ hãi mà, hắn nhìn sang hướng liễu quân, dù sao đối phương ăn linh dược, có thể gánh vác khôi phục thêm một phần ba lực lượng. Làm sao bây giờ, nên làm sao tăng thời gian đây? Khai chiến đi, không nghĩ tới liễu quân lại đứng lên, cái này. Cường giả trúc cơ hơi do dự, Liễu Quân thắng còn tốt nhưng vạn nhất thua thì hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Không sao, Liễu Quân đã đi ra, hắn khoát tay áo, lộ ra dáng vẻ nhẹ nhõm. Người này cũng chỉ dựa vào bộ chiến giáp mà thôi, chỉ cần ta có thể phá, một kiếm liền có thể áp chế. Tay phải hắn chấn động, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này rất mỏng, nó giống như trang giấy, chỉ cần hơi dùng sức sẽ làm nó rách nát. Tàn dạ, không nghĩ tới là người đứng đối diện với ta vào lúc này. Liễu Quân từ tốn nói, nhưng mà bất kể là ai ở trước mặt ta đều chỉ có nằm dạp xuống sưng thần. Lăng hàn làm ra tư thế xin mời nói, xin ngươi tiếp tục biểu diễn biểu biểu diễn. Liễu Quân cảm thấy mình như chúng một vạn tổn thương, hắn là đệ tử thân truyền của Hóa Linh Chân Quân, chẳng lẽ là thằng hề sao biểu diễn trước mặt mọi người? Xem ra ngươi đang muốn ăn chút đau khổ. Hắn lạnh lùng nói ra, cũng nâng kiếm mỏng lên, cả thân kiếm tỏa sáng. A, à, tiên khí. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, lập tức liền có thể kết luận, đây là một kiện pháp khí nhất tinh, dùng qua chiến trùy rất nhiều lần, hắn cũng không xa lạ với pháp khí nhất tinh. Dưới tiêu giao kiếm của ta, người có mặc chiến giáp thì như thế nào? Liễu quân ngạo nghễ nói, tiên khí đấu với tiên khí, ưu thế của Lăng Hàn liền không còn. Khó trách Liễu quân tự tin như vậy, hóa ra hắn đã có thủ đoạn đối phó Lăng Hàn. Xoát, Liễu quân xuất kiếm, một đạo kiếm khí liền chém tới, nhanh vô cùng. Lăng Hàn đưa cánh tay ngăn cản, kiếm khí chảm qua khôi giáp, phần lớn uy năng bị triệt tiêu mất nhưng vẫn có một phần xuyên thấu qua, chỉ cảm thấy làn da như bị xé rách, máu tươi chảy ra ngoài. Hả, Hà, Lăng Hàn kinh ngạc, tiên khí nhất tinh có uy lực lớn như vậy sao? Hắn cũng không phải chưa từng dùng qua, tuyệt không cho rằng tầm bí cảnh có thể phát huy uy năng pháp khí nhất tinh tới mức này. Trừ phi, Lăng Hàn giật mình, pháp khí khẳng định đã bị thái cổ chân quân dở trò, như vậy mới có thể phóng xuất ra uy lực ngoài tiêu chuẩn nhưng cũng không thể quá mạnh, nếu không gian lận quá rõ ràng, truyền đi sẽ làm trò cười cho người ta. Đường đường hóa linh chân quân không thua nổi một viên tiên quả nhị tinh sao. Nhưng mà chiến giáp cũng chỉ có một ưu điểm phòng ngự dày hay sao. Lăng Hàn giết ra ngoài, phát động kim điêu thập bát chảo, cả người giống như hóa thành hung cầm tung hoành hồng hoang tập kích liễu quân. Trên người hắn tỏa ra kim quang sáng ngời, chương 4035 thắng. Chiến giáp có hai công năng, thứ nhất chính là tăng lực phòng ngự lên mà phương diện thứ hai lại khác biệt. Thứ nhất, bản thân hộ giáp sẽ rất khó đánh vỡ, cho nên lợi khí khó giết. Thứ hai, cho dù nhận chấn động xung kích, chiến giáp cũng có thể hóa giải đi một phần lực sát thương. Một phương diện khác, bản thân chiến giáp còn có thể cung cấp lực lượng, tăng chiến lực cho người sử dụng. Lăng Hàn từ trên cao lao xuống, hắn như một con kim điêu, sau khi được chiến giáp ra chỉ lực thì huyết khí của hắn sôi trào, chiến lực tăng lên rất nhiều. Chém mai rùa của ngươi, Liễu Quân ngạo nghễ nói, hắn điều động tiêu giao kiếm chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa một tay ra, tư, lưỡi kiếm chạm vào khôi giáp, lúc này có tia lửa chói mắt xuất hiện, hoa văn trên bản thân khôi giáp cũng đang phát sáng, giống như muốn sống lại. Dạng va chạm này không chỉ là hai tên võ giả va chạm lực lược, so đấu kỹ xảo, còn khảo nghiệm chất liệu bản thân hai kiện pháp khí, khảo nghiệm trận vân của chúng. Kết quả, không ai vượt qua ai, liễu quân kinh ngạc, pháp khí không áp chế nổi chiến giáp đối phương, điểm ấy hắn có thể tiếp nhận nhưng trên lực lượng hắn cũng không có chiếm được thượng phong sao lại có thể như thế? Bản thân ngươi cảnh giác quá kém. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, lực lượng bộc phát, phanh, hắn đánh liễu quân bay ra ngoài. Vừa rồi hắn nhưng không có ứng phó toàn lực. Cái gì, tất cả mọi người há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Phải biết liễu quân chính là đại sư huynh của Thái Cổ Tông, danh sưng mạnh nhất dưới tiên đồ, kết quả hắn bị người ta đánh bay trong đối kháng lực lượng trực tiếp. Chuyện này, không thể tin được, không không không, không phải liễu sư huynh không bằng đối phương mà là người kia mặc chiến giáp, chiến giáp ra chỉ chiến lực mạnh hơn. Có người lập tức giải thích, như thế nào cũng không thể phá hư thanh danh của liễu quân. Ừm, đây chính là nguyên nhân, chiến giáp này chỉ ít tăng gấp 10 lực lượng, gấp 10, người có thể lớn mật hơn một chút hay không, gấp trăm lần, nhất định phải, nếu không làm sao có thể đánh bay liễu sư huynh. Đám người nghị luận ẩm ý, tuyệt không tin tưởng có người có thể mạnh hơn liễu quân, thậm chí sánh vai với hắn cũng không được, bởi vậy bọn họ đổ tất cả nguyên nhân vào chiến giáp ra chỉ chiến lực mạnh hơn Liễu quân cong người một cái vững vàng rơi xuống mặt đất hắn chỉ bị đánh bay mà thôi lại không có thụ thương uy lực bộ chiến giáp này còn vượt qua dự liệu của ta hắn từ tốn nói tự nhiên cũng quy kết nguyên nhân lăng hàn cường đại là dựa vào bộ chiến giáp mà có lăng hàn căn bản lười nhác giải thích tiến lên đánh ra một chảo kim quang lóa mắt có phủ văn liên miên đây là tiên thuật theo lý không nên bị người dưới tiên đồ nắm giữ nhưng bản thân lăng hàn là quái thai rất nhiều thường thức võ đạo không thích hợp dùng lên người của hắn trong kim quang trói mắt lăng hàn cường thế xuất thủ dù sao có chiến giáp phòng hộ hắn hoàn toàn không sợ tiên khí chạm kích liễu quân khẽ quát một tiếng hắn va chạm với lăng hàn một người có thể phát huy uy lực tiên khí vượt qua bình thường một người có thể vận dụng tiên thuật lẫn nhau có sở trường không sai biệt lắm có thể triệt tiêu lẫn nhau lúc này hiệu quả của chiến giáp liền thể hiện vô cùng tinh tế có thể cung cấp lực lượng giúp Lăng Hàn mạnh hơn, gần như không cần phải phòng ngự. Còn chưa đủ sao? Liễu Quân nhanh chóng lâm vào thế hạ phong, hắn nhất định phải hoàn toàn hóa giải công kích của Lăng Hàn mới được, nếu không chúng phải một công kích, hắn khẳng định sẽ ăn thiệt thòi lớn. Hắn chém Lăng Hàn một cái, mặc dù cũng có thể tạo thành thương tổn với đối phương nhưng hiệu quả còn kém hơn quá nhiều. Chuyện này làm hắn bó tay bó chân, chỉ có một thân thực lực không cách nào phát huy. A à, a, hắn gầm thét, chiến đấu như vậy cũng quá biệt khuất chết hắn quát lên một tiếng thật lớn trong đỉnh đầu có vệt sáng xuất hiện và tấn công lăng hàn tinh thần công kích thứ này tới rất nhanh đánh ra liền tới lập tức xung kích thức hải lăng hàn chiến giáp tuy mạnh nhưng không ngăn được niệm lực công kích thậm chí không có chút hiệu quả gì có thể nói đến niệm lực lăng hàn sợ ai chứ mỗi ngày lấy nguyên hồ lô ôn dưỡng đây chính là bảo vật hóa linh chân quân cũng phải đỏ mắt nhưng bây giờ thì tốt rồi lăng hàn có ý định muốn che giấu tung tích Thiên Văn Ngọc cũng giấu mà không cần, nếu không một tảng đá đánh tới, hắn cũng không tin Liễu Quân chống đỡ được. Bỏ đi, hắn lại lắc đầu thở dài, chỉ lo bảo vệ thức hải của mình không cho Liễu Quân phá hư, bản thân hắn tăng cường tiết tấu công kích. Liễu Quân thấy thần thức của Lăng Hàn chỉ thủ không công, cho rằng niệm lực đối phương không có cường đại như chính mình, hắn lập tức phát hiện có thể đột phá, thế công hoàn toàn dừng lại. Chỉ thủ không công, lực chú ý của hắn đặt vào mũi tên tấn công, muốn lấy niệm lực oanh nát thức hải của Lăng Hàn hai người đều vận dụng thế công mãnh liệt, khác nhau là một thể hiện trên thị giác, một cái khác lại vô hình. Công kích của Lăng Hàn hữu hiệu, mang lại áp lực thực tế lên người Liễu Quân, trái lại, Liễu Quân công kích. Lăng Hàn vì không lộ thân phận của mình ra ngoài nên chỉ thủ không công, lại bị Liễu Quân cho rằng Lăng Hàn không sở trường niệm lực, bắt lấy điểm này điên cuồng tấn công, nếu hắn phát hiện, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Kết quả này tự nhiên có thể nghĩ, Liễu Quân không ngừng thụ thương, hắn ký thác kỳ vọng phản kích nhưng chậm chạp không thấy hiệu quả, đừng nói oanh phá thức hải, cho dù tiến vào thức hải cũng không thể, hắn vẫn xoay vòng vòng bên ngoài. Lúc này hắn mới ý thức được, nếu không phải thần thức đối phương vô cùng cường đại, bản thân còn có bí bảo có thể thủ hộ thần hồn. Ta, ngóa, ngươi đang làm trò quỷ gì thế, tại sao trong tay có nhiều pháp khí như vậy? Hơn nữa, pháp khí niệm lực càng chân quý hơn nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, ít có. Như vậy còn đánh thế nào? Cần phải nhận thua, đây là chuyện khuất nhục, đường đường đại sư huynh thái cổ tông dưới tiên đồ, không địch lại đối thủ. Về sau hắn còn mặt mũi ngồi vào vị trí này hay sao? Hắn cắn răng liều chết, chờ mong kỳ tích phát sinh. Vì sao đại sư huynh còn không phản kích? Có thiếu niên 13, 14 tuổi quan sát cuộc chiến nhưng không hiểu, hắn đứng bên cạnh hô to. Đại sư huynh, nhanh phản kích đi." Thiếu niên bên cạnh cũng hô theo. Đại sư huynh cố lên, càng nhiều thiếu niên kêu lên. Trong mắt những thiếu niên ngây thơ này, Liễu quân chính là chiến thần bất bại nhưng bây giờ chiến thần của bọn họ đang bị đè đánh, bọn họ cực kỳ suốt ruột. Càng nhiều người đã nhìn ra kết cục liễu quân nhất định thất bại, cảm xúc cũng giảm nhiều. Đều là vì chiến giáp kia, quá không công bằng, tại sao có thể sử dụng tiên khí. Đúng, chuyện này không công bằng, bọn họ nhao nhao kêu lên, đây là lựa chọn theo điểm mù, kỳ thật trong tay liễu quân cũng đang cầm một thanh tiên khí. Nhưng bọn họ kêu gào có ích lợi gì. Liễu quân đã sử dụng hết việt chiêu nhưng không thể oanh phá chiến giáp, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận bị thua. Tốt, 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 liễu quân cắn răng, mặt mũi biến thành dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm lăng hàn một hồi, bỗng nhiên quay đầu rời đi. Cường giả trúc cơ thở dài, trước đó hắn cũng không ngờ tới người chiến thắng cuối cùng không phải là liễu quân mà là gia hỏa cực kỳ xấu bụng, vô sỉ trước mặt. Nhưng hắn không thể không tuyên bố, quán quân giải thi đấu luận võ lần này là, tàn giả, chương 4036, dùng tiên quả, lăng hàn thuận lợi đạt được tinh la lan quả thời điểm cầm lấy tiên quả hắn thở dài một hơi lúc trước hắn còn lo lắng thái cổ tông không giữ lời hứa không cho hắn tiên quả dù sao tổ chức giải thi đấu võ đạo chỉ là vì ngụy trang mục đích thực sự là tạo thế cho liếu quân đương nhiên thu được nhân tài ưu tú như lăng hàn cũng là thuận tay là một đá ném ba con nhạn hắn đột nhiên chọc một chân vào đoạt lấy viên bảo quả này đối với thái cổ tông mà nói chẳng khác gì cái tát tự nhiên sẽ lo lắng thái cổ tông không giữ lời hứa ăn hắn nói thầm trong lòng chỉ có ăn vào trong bụng mới an toàn nhất lăng hàn không ngừng cắn nuốt nhưng hắn lập tức cau mày hương vị của thứ này không phải ngon lành gì nó có mùi chua và tanh thịt quả rất bở không có một chút trơn mềm nào hắn cố nén xúc động phun ra ngoài và nuốt toàn bộ viên tiên quả này vào bụng có thật ta đang ăn một viên tiên quả hay không lăng hàn nói thầm trong lòng nhưng còn chưa nghĩ xong hắn lập tức cảm giác cơ thể sinh ra biến hóa kinh thiên động địa lực lượng cường đại bộc phát dẫn động cấp độ sinh mệnh nhảy lên ba, 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 một đạo gông cùng xiềng xích bị phá vỡ, Lăng Hàn lại cảm giác rõ ràng không có khiếu huyệt nào mở ra. Lúc này, hắn chỉ có thể ngồi xem, cho dù hắn dùng bí lực dẫn dắt hay ngồi xuống nghỉ ngơi, cấp độ sinh mệnh biến hóa không chút ra tốc hoặc giảm xuống. Hắn giống như một người đứng ngoài nhìn vào, một, hai, ba, bốn, năm, Lăng Hàn đang đếm trong lòng, càng ngày càng nhiều gông cùng xiềng xích mở ra, nội tâm hắn vui vẻ. Việc này giống mỗi lần mở tiểu cảnh giới, Tương đương với hắn nhiều ra một cảnh giới, mặc dù không khủng bố bằng thất biến, thất cốt nhưng giúp ích vô cùng lớn. Nếu như hắn là thiên tài tứ tinh, như vậy bây giờ có khả năng đạt đến tứ điểm tam tinh, thậm chí tứ điểm ngũ tinh. Thời gian chưa tới 20 phút, hiệu quả tiên quả liền biến mất. Lăng Hàn chép miệng một cái, mùi vị kia mặc dù vô cùng khó ăn nhưng hắn lại không ngại ăn thêm một quả. Nếu thật có thể, hắn muốn ăn tới mức không ăn được. Nhưng việc này chẳng khác gì si tâm vọng tưởng hơn nữa cho dù thực sự có cung ứng tiên quả vô hạn không gian hắn có thể tiến bộ cũng có hạn bởi vì cho dù có tiên quả cũng chỉ phục dụng quả đầu tiên mới có hiệu quả tốt nhất về sau sẽ không ngừng giảm phân nửa hiệu quả mấy lần sau không đáng kể trừ phi hắn có thể đạt được tiên quả cấp độ cao hơn ai về sau nhất định có thể lang hàn nói thầm trong lòng đương nhiên nếu như hắn tu thành sáu cảnh giới dưới tiên đồ đến mức hoàn mỹ vô khuyết cấp độ sinh mệnh vào không thể vào vậy hắn không cần phải ăn tiên quả phanh cửa lớn bị đá văng ra, chỉ thấy một người sải bước tiến vào. Liễu quân, đúng là gia hỏa âm hồn bất tán, vừa rồi lăng hàn đang trải qua cấp độ sinh mệnh thăng hoa, tự nhiên hiển hóa ra dung mạo ban đầu, suýt nữa không thể ngụy trang kịp thời. Lăng hàn nhìn sang, ánh mắt không tốt, giao tinh la lan quả ra đây, bản ngự kiếm thuật này giao cho ngươi. Liễu quân ném ra một quyển sách, ba, rơi xuống mặt đất. Lăng hàn nhặt sách lên, người khác cố ý tới cửa tặng đồ, hắn tự nhiên không có đạo lý không muốn thấy Lăng Hàn thu hồi công pháp, Liễu Quân lúc này cười lạnh, thật sự là người chưa từng va chạm xã hội, một bản ngự kiếm thuật liền đủ thu mua hắn. Hắn hừ một tiếng, nói, tinh la lan quả đâu, Lăng Hàn cười một tiếng, sau đó chỉ chỉ bụng của mình. Khốn kiếp, bị ngươi ăn, em gái ngươi, tại sao ngươi còn dám thu ngựa kiếm thuật của ta? Với hắn mà nói, mặc dù ngự kiếm thuật không tính là chân quý như thế nào, cho dù nói thế nào thì nó cũng là một môn bí thuật, là hắn tốn hao một chút mới có được, nào có đạo lý tặng không cho người khác. Hỗn đàn, ngươi dám đùa giỡn ta?" Hắn quát lớn, Lăng Hàn vẫn thản nhiên như không có việc gì, nói: "Ta cũng chỉ vì tốt cho ngươi mà thôi, tinh la lan quả khó ăn muốn chết, vừa chua vừa thối, ăn vào khẳng định sẽ phun ra ngoài. Ngươi chiếm tiện nghi còn dám mạnh miệng, tàn dạ, ngươi quá mức rồi." Liễu Quân lạnh lùng nói một câu, hắn đang nghĩ, nếu hắn hiện tại đột nhiên phát động công kích có thể chém giết ra hỏa này hay không? "Ha ha, đều là người một nhà." Quân Nhi không được vô lễ. Một tiếng cười dài vang lên, chỉ thấy một tên nam tử từ trên trời hạ xuống. Nội Tâm Lăng Hàn sững sờ, chẳng lẽ vị này là? Hắn nhìn sang, nam tử này mặt như quan ngọc, dáng vẻ chừng 40 tuổi, trên người còn mang theo khí chất nho nhã. "Sư phụ," Liễu Quân vội vàng ôm quyền hành lễ, sau đó nói, "Người này dám trêu đùa đệ tử?" Đệ tử tức giận. Sư phụ của Liễu Quân, đương nhiên chính là Thái Cổ Chân Quân. Hắn mỉm cười, nói: Ngươi cho rằng, bại bởi tàn giả dạ là bởi vì hắn có một kiện chiến giáp mà ngươi không có sao. Liễu quân lập tức không phục, nói, đương nhiên, đánh một trận chiến công bằng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Sai, sai, thái cổ chân quân lắc đầu, nói, nếu như trừ bỏ nhân tố tiên khí, ngươi thật sự có khả năng bất phân thắng bại với tàn giả. Dạ. Chuyện này không phải kết thúc rồi sao? Liễu quân nhìn sang lăng hàn, thái cổ tông cũng chỉ có một gốc tiên thụ nhị tinh, theo như lời thái cổ chân quân, Mỗi 10 năm mới có thể kết xuất một tinh la lan quả. 10 năm sau, có lẽ có một viên tinh la lan quả vẫn thuộc về hắn nhưng dưới tiên đồ phục dụng và qua tiên đồ lại phục dụng, hiệu quả của nó sẽ không giống nhau. Hơn nữa, cho dù giống nhau, 10 năm này hắn sẽ thiếu một lần sinh mệnh thăng hoa, có lẽ sẽ khó đột phá cảnh giới, có lẽ có một ít kình địch hắn không có cách nào chiến thắng. Quan hệ quá lớn, hắn càng nghĩ càng tức giận, trợn mắt nhìn Lăng Hàn. Thái Cổ Chân Quân cười nhạt một tiếng, lại nói: "Cho nên Đánh một trận chiến công bằng Người không phải là đối thủ của tàn giả dạ. A, à, lời này nghĩa là gì Liễu quân kinh ngạc nhìn sang sư phụ của mình Ngài muốn nói Chưa bỏ nhân tố tiên khí ra Thực lực mình tương đương với Lăng Hàn Tại sao lại nói đánh một trận chiến công bằng Chính mình không phải là đối thủ của người ta Hắn đã hồ đồ rồi Đồ đần, tàn giả dạ chỉ mới đạt tới khai khiếu cảnh Thái cổ chân quân cuối cùng Vẫn nói ra chân tướng Hắn chính là hóa linh cảnh Nhìn ra tu vi chân thật của Lăng Hàn là việc đương nhiên Liễu quân hít sâu một hơi, cái gì, Lăng Hàn vẫn chỉ là khai khiếu cảnh, làm sao có thể, một khai khiếu cảnh làm sao có thể đánh ngang tay với mình. Thế gian không có khả năng có yêu nghiệt như vậy, nhưng mà Thái Cổ chân Quân sẽ nhìn nhầm sao, sẽ lừa gạt hắn sao. Vào lúc này hắn mới hiểu Thái Cổ chân Quân nói tới đánh một trận chiến công bằng, hắn không phải đối thủ của Lăng Hàn có ý nghĩa gì, nếu hắn áp chế Tu Vi còn khai khiếu cảnh, hắn làm sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn kém nhau không phải chỉ một chút mà là như trời và đất. Hắn thất hồn lạc phách, sự đả kích này thật sự quá lớn, hắn không cách nào tiếp thu được. Thái cổ chân quân lại nhìn về phía lăng hàn, nói. Tàn dạ, người có bằng lòng bái bổn tọa làm sư hay không? Lăng hàn suy nghĩ thật nhanh, ôm quyền nói. Đương nhiên nguyện ý, ha 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 ha, thái cổ chân quân cười to, nói. Tốt tốt tốt, một tháng sau, bản tọa sẽ mở đại hội bái sư vì ngươi, mời khắp thiên hạ. Tư chất đệ tử này quá tốt, hắn nhất định phải mượn cơ hội này thông cáo thiên hạ, một là khoe khoang một chút, hai là nói cho những người khác biết, tuyệt đối đừng có ý đồ với hắn. Liễu quân lúc này tỉnh táo lại, nghe nói như thế, lập tức thừa nhận một vạn cái bạo kích, quả thật muốn thổ huyết. chương 4037, Linh Tuyền, Trận Pháp Lăng Hàn là đệ tử có thiên phú quá mức yêu nghiệt, Thái Cổ chân Quân dự định tổ chức đại hội thu đồ long trọng, chiêu cáo thế nhân, cũng không chỉ có cửu linh chân Quân mới thu một hồng thiên bộ cực kỳ thiên tài. Chuyện này cũng giúp Lăng Hàn bớt đi một chút phiền toái, bởi vì muốn hắn hành đại lễ bái sư với Thái Cổ Chân Quân sẽ làm hắn cực kỳ khó chịu. Một tháng thời gian, Lăng Hàn nói thầm, đầy đủ cho hắn đi dạo trong Thái Cổ tông mấy vòng, tìm ra bảo khố, sau đó ra tay, rời đi. Về phần tàn dạ người này, đương nhiên là biến mất hoàn toàn. Hoàn Mỹ, mặc dù muốn làm kẻ trộm nhưng Lăng Hàn không hề áp lực trong lòng, thế giới này vốn thuộc về người Thiên Hải Tinh, đám người Thái Cổ Chân Quân đều là kẻ bên ngoài. Cũng bởi vì bị giam trong lồng giam 2000 năm liền có tư cách chiếm cứ danh sơn đại xuyên, tiên dược di tích cổ sao. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái, những người này thoát khốn vì cái gì không tranh thủ thời gian rời đi chứ? Thanh Long hoàng triều trấn áp bọn họ tại đây, vẫn không có ai tới, khẳng định cho rằng lồng giam này có thể kiên trì thời gian rất dài, nơi này lại nghèo rất mùng tơi, đương nhiên không cần phái người tới, uống gió tây bắc sao? Nhưng Thanh Long hoàng triều không có khả năng vĩnh viễn không phái người tới, lúc phái sứ giả nào tới? Phát hiện lồng giam nơi này đã mở ra, hoàn cảnh thiên địa khôi phục, như vậy sẽ dẫn phát một hồi chiến tranh. Thanh Long Hoàng Triều bên ngoài có mấy đại năng cấp giáo chủ, âm thầm còn có một vị tôn giả quả chấn, hóa linh cảnh làm sao có thể địch nổi. Cho nên nói, đám người thái cổ chân quân không tranh thủ thời gian rời đi mà là khai tông lập phái tại nơi này, chuyện này làm lang hàn không nghĩ ra. Đừng nói không cách nào rời đi, hóa linh cảnh như phương có thể đưa như kiếm hoa tới đây. Chẳng lẽ bản thân hóa linh chân quân còn không biết cách vượt qua tinh không hay sao? Nhất định là có lợi, hơn nữa còn là có lợi phi thường to lớn, lớn đến mức đáng để bọn họ mạo hiểm." Lăng Hàn thì thào nói, "Những thứ này không ngoài công pháp, tỷ như bảo điển cấp giáo chủ, thậm chí là cấp tôn giả, cấp thánh nhân, cũng có thể là tiên dược tuyệt thế, đều nói thiên hải tinh phẩm chất không cao, cho nên mới phân đất phong hầu cho Trần gia, đó là bởi vì tiên dược nơi này đều cấy ghép từ tinh thể khác, cao nhất cũng chỉ đạt tới cấp bậc tứ tinh." Hơn 2.000 năm trước, nơi này lại xuất hiện mấy đại năng cấp giáo chủ, điều này nói rõ. Có lẽ nơi này có tiên dược ngũ tinh, có khả năng phẩm chất tinh thể vượt qua đánh giá. Những hóa linh chân quân lưu tại nơi này, chính là muốn tiên dược cao cấp hay sao? Thậm chí, nơi này có mẫu thụ tồn tại hay không? Đột nhiên trong đầu lăng hàn xuất hiện mấy suy nghĩ to gan lớn mật, một tinh thể chỉ có thể có một gốc tiên dược mẫu thụ nhưng cũng không phải mỗi tinh thể đều có thể sinh ra mẫu thụ, yêu cầu bản thân với tinh thể cực cao theo lý thuyết, thiên hải tinh không thể nào sinh ra mẫu thụ, phẩm chất kém hơn quá nhiều. Tiên tổ trần gia, đám người hầu ca nhau nhau xông lên cấp giáo chủ, như vậy tất cả đều ẩn chứa dị số. Có thể khẳng định là, hơn 2.000 năm trước, Thanh Long Hoàng Triều hủy diệt vương triều trần gia, khẳng định lục soát khắp thiên hạ, cũng không có phát hiện mẫu thụ hoặc tiên dược cao dai. Đây là bởi vì thời gian chưa tới, tiên dược mới không hiển hóa sao. Hoặc không có phức tạp như vậy, hóa linh chân quân đang chờ di tích cổ nào đó mở ra, vớt một phiếu lại đi. Lăng Hàn đau đầu, hắn đạt được quá ít tư liệu, hoàn toàn không đủ để tìm ra chân tướng. Được rồi, không quản những hóa linh chân quân này có muốn mò một phiếu xong rồi đi hay không, ta khẳng định phải vớt một phiếu lại rời đi. Lăng Hàn bắt đầu đi lại bên trong Thái Cổ Tông, với thân phận chuẩn đệ tử thân truyền của Thái Cổ chân quân, hắn đi nơi nào không có ai dám ngăn cản nhưng có ba khu là ngoại lệ. Ban đêm, hắn phủ thêm gia hư không thú, hắn tiến hành dò xét ba nơi này. Một chỗ là linh tuyền, Thiên địa lực ở nơi này cực kỳ nồng đậm, đều hóa thành trạng thái sương mù, lấy linh tuyền phụ trợ luyện đan, hiệu quả sẽ tăng thêm mấy thành, thậm chí gấp bội. Lăng Hàn nóng mắt, linh tuyền là thứ có thể dùng luyện chế tiên đan, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có bước vào tiên đồ, không có tư cách luyện chế tiên đan nhưng ngày đó không còn xa. Nhưng mà linh tuyền đúng là nhỏ, chỉ là một con suối như cái miệng bình lớn, bên trong chỉ có một ít chất lỏng chừng nửa hồ lo, cả buổi mới dựng dục ra một giọt. Lăng Hàn cũng không có lập tức động thủ hắn muốn đi tới hai nơi khác dò xét một chút. Nhưng địa phương thứ hai không dễ tiến vào như vậy, có một tên cường giả trúc cơ tỏa chấn, có thể tùy tiện nhìn thấu ngụy trang của hắn, Lăng Hàn đành phải đi trước tới địa phương thứ ba trước, mặc dù không có cường giả tỏa chấn nhưng có ánh sáng trận pháp lóe sáng, lít nha lít nhít, căn bản không cách nào đến gần. Trong trận pháp, cất giấu một bảo khố sao, Lăng Hàn thử phá giải nhưng đây chính là trận pháp cấp bậc tiên trận, hắn có thể phá được hay không? Hắn khổ sở suy nghĩ, sau đó dùng đồng thuật quan sát tỉ mỉ muốn tìm kiếm phương pháp phá trận một đêm qua đi lang hàn bất đắc dĩ rút về không vội thời gian còn rất nhiều sáng sớm hắn vẫn tu luyện như thường lệ nhưng giữa ban ngày hắn lại nghỉ ngơi trong đầu đang suy nghĩ về tiên trận kia hắn mở nhãn thuật ra và nhìn thấy rất nhiều thứ ban đêm hắn lại đi ba ngày qua đi hắn cuối cùng đã tìm ra một chút manh mối trận pháp này cũng không phải thái cổ chân quân hay người khác bố trí nó vốn đã tồn tại Trận sư là chức nghiệp cực kỳ hiếm thấy, thiên địa đại thế cực kỳ phức tạp, không có thiên phú phương diện này, cho dù dùng tinh lực cả đời cũng không thể nắm giữ một hai. Người nơi này đều bị trấn áp trong lồng giam, nếu như có trận sư, làm sao có thể bị giam giữ? Cho nên, Lăng Hàn cũng không tin tưởng trận pháp này mới bố trí xuống mà là đã sớm tồn tại nhưng trước kia chưa mở ra mà thôi. Thế giới này trải qua quá nhiều biến hóa, thiên địa đại thế khẳng định phát sinh kịch biến, trận pháp này lại vận dụng thiên địa thế xây dựng nên, cho nên khẳng định trận pháp hiện tại sẽ xuất hiện sơ hở không còn hoàn mỹ giống như trước kia nhất định có thể phá lại qua bốn ngày mặc dù lăng hàn không thể phá vỡ trận pháp hắn lại nghênh đón một lần cấp độ sinh mệnh tăng lên hắn lại mở ra chín khiếu huyệt tốc độ tu luyện bạo tăng nghe nói người khác mỗi lần chỉ mở ra một khiếu huyệt bản thân ta lại mở ra chín cái ta quả nhiên châu bò lăng hàn nói chuyện không khiêm tốn chút nào sau khi lại mở ra chín khiếu huyệt lăng hàn lập tức ý thức được tầm quan trọng của khai khiếu cảnh nếu như nói tốc độ của hắn khi còn ở minh văn cảnh thu nạp thiên địa lực là 10 lần, như vậy sau khi mở ra chín khiếu huyệt, tốc độ này sẽ tăng lên 15 tới 20. Vừa so sánh như thế cũng có thể thấy được số lượng khiếu huyệt có ảnh hưởng tới tu luyện. Chỉ mở ra 36 cái khiếu huyệt liền đột phá, tốc độ tu luyện sẽ kém người đạt tới nhị dai, tam dai bao nhiêu. Hơn nữa đây là tranh lệch vĩnh viễn, còn có ẩn huyệt, cho nên tranh lệch sẽ lớn hơn. Lăng Hàn càng kiên định suy nghĩ mở ẩn huyệt, chuyện này không chỉ gia tăng một chút chiến lực mà là có ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Lại đi nghiên cứu trận pháp, chương 4038, năng lượng hủy diệt. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn sinh ra cảm giác cấp bách, hắn nhất định phải mở trận pháp trước khi diễn ra lễ bái sư, cũng rời khỏi Thái Cổ Tông, nếu thật sự bái Thái Cổ chân Quân làm sư trước mặt mọi người, hắn sẽ cảm thấy buồn nôn. Cho dù hắn chỉ dùng hóa thân, cho nên, vạn nhất thực sự không có cách nào phá giải trận pháp, hắn đành phải đào linh tuyền đi. Khoảng cách một tháng còn 15 ngày, 10 ngày, 7 ngày. Suốt cuộc lăng hàn cũng có đột phá trọng đại, hắn quyết định buổi tối hôm nay thử một chút. Lúc đêm dài, hắn lần nữa đi tới trận pháp lúc trước. Hắn phát động nhãn thuật quan sát một lần, gật đầu. Nơi này vốn không có sơ hở nhưng thiên địa biến hóa phá hư một ít tiết điểm trận pháp, cho nên không có sơ hở cũng có sơ hở. Hắn thả người nhảy vào trong trận pháp, trận pháp tỏa sáng nhưng không tấn công hắn lăng hàn tươi cười phán đoán của hắn chính xác hắn cũng nghĩ mà sợ vạn nhất có sai lầm dẫn động trận pháp oanh kích hắn cũng chỉ có thể mặc chiến giáp bảo mệnh có thể thoát chết hay không cũng là vấn đề lại đến hắn lập tức lao vào trong trận pháp trận pháp vẫn không phát động giống như nó không tồn tại lăng hàn mở nhãn thuật tìm kiếm địa phương thiên địa đại thế thay đổi đây chính là tiết điểm cũng là sở hở của trận pháp một bước lại một bước bỏ ra thời gian gần nửa giờ cuối cùng hắn đã bước ra khỏi trận pháp phía trước là một gian phòng không lớn, nó nằm ở trung tâm trận pháp. Lăng Hàn đẩy nhẹ, cửa mở. Đương nhiên, đã có trận pháp lợi hại như vậy bảo vệ, còn cần khóa lại. Trong phòng đặt đầy dạ minh châu, để phòng buổi tối không có ánh sáng, ánh sáng nhu hòa giống như ánh trăng. Bảo vật đâu, trừ những dạ minh châu ra, nơi này có thể nói là bốn bức tường, chỉ có nơi chính giữa đặt một bàn đá, một băng ghế đá, trên bàn đá còn có một trang giấy, ân, chắc cũng là gia thú, nó cho người ta cảm giác dày đặc. Chẳng lẽ lại là một tấm da hư không thú? Nhưng nó quá nhỏ, Lăng Hàn cố hy vọng, đi tới cạnh bàn đá, đặt mông ngồi xuống, sau đó nhìn về phía da thú. Vẻ mặt Lăng Hàn đầy kinh hỉ, đây là một tấm linh đồ, cầu thông năng lượng hắc ám hủy diệt. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, linh hồn giống như bị hút vào không gian kỳ dị, khắp nơi là năng lượng cực kỳ hắc ám, cho dù đụng vào cái gì, cái đó cũng bị hủy diệt. Ông, vị diện trong người hắn chấn động giống như đang cộng minh, dường như là vui sướng thân thể lăng hàn chấn động linh hồn quy vị hắn lảo đảo suýt ngã xuống xảy ra chuyện gì hắn nhìn thấy liền hoảng sợ bởi vì hia tay của hắn trong vô tri vô giác đã trống lên bàn đá nhưng bây giờ nơi hắn ấn xuống có vết lõm vào còn hiện ra hình dấu tay trên tay hắn là một tầng năng lượng hắc ám phải biết rằng hắn căn bản không có vận dụng bí lực chỉ ấn một cái cũng làm bàn đá lõm vào đây là kinh khủng bực nào lực phá hoại lăng hàn lại duỗi tay ra hắn ấn vào bàn đá một cái bàn tay vừa tiếp xúc bàn đá lại biến mất một phần giống như nó chưa từng tồn tại trên đời này đây là lực lượng yên diệt một sao lăng hàn giật mình sau khi hắn nắm giữ tấm linh đồ kia năng lượng hủy diệt và năng lượng hắc ám giao thoa sẽ biến thành năng lượng yên diệt tâm niệm hắn hơi động năng lượng trên tay tỏa ra hắn nhìn tấm linh đồ lần nữa nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không hoàn toàn nắm giữ tấm linh đồ này chỉ học được một chút lại có thể dẫn động một bộ phận năng lượng hủy diệt cứ gọi nó là năng lượng hủy diệt đi, đồ chơi này tràn ngập tính hủy diệt. Lăng Hàn tiếp tục xem, hắn lại bị kéo vào không gian hắc ám, ý thức thoát ly nhục thân, thẳng đến khi vị diện trong cơ thể chấn động, hắn tỉnh táo lần nữa, sau đó hắn lại nắm giữ năng lượng hủy diệt cao hơn một phần. Cổ quái, giống như nắm giữ năng lượng hủy diệt không phải là hắn mà là vị diện trong cơ thể. Lăng Hàn có thể đột phá thất cốt, thất biến và thất văn đều nhờ vào sinh linh lực của vị diện trong cơ thể, nhưng bây giờ không hiểu vì sao lại có nắm giữ năng lượng hủy diệt tất cả là công lao của vị diện trong người, hắn có thể không kỳ quái hay sao? Nếu không phải những vị diện kia, những sinh linh bên trong cũng là hắn dựng dục ra, hắn sẽ hoài nghi có phải mình lâm vào bố cục của tồn tại cường đại nào hay không? Cho dù chỉ là hấp dẫn nhỏ, Lăng Hàn cũng không khống chế nổi chính mình, tiếp tục đi nghiên cứu tấm linh đồ, mấy lần ngơ ngác, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện tấm linh đồ trước mặt không được đầy đủ. Có khả năng chỉ là một nửa, thậm chí một phần ba. Hắn học thì học được nhưng không thể thôi phát năng lượng hủy diệt đến cực hạn. Lăng Hàn muốn thu tấm linh đồ lại, hắn phát hiện không thể thu đồ chơi này vào pháp khí không gian. Khó trách đặt tấm linh đồ tại đây. Hắn gật đầu, bởi vì không thể thu vào pháp khí không gian, Thái Cổ Chân Quân muốn nghiên cứu cũng chỉ có thể sử dụng trận pháp bảo vệ, cho nên nơi này mới có ghế và bàn, chính là cung cấp cho chân quân nghiên cứu linh đồ. Nhìn bàn và ghế này không có cho bụi, hiển nhiên Thái Cổ Chân Quân vẫn luôn nghiên cứu tấm linh đồ này. Nói cách khác, hắn còn không có nắm giữ năng lượng hủy diệt kỳ quái ta nhìn là học được cũng không khó a à. không đúng bản thân ta không học được mà là thân thể học được tự nhiên vừa nhìn là biết giống như ta trời sinh nên như thế ngoá chẳng lẽ linh đồ này có quan hệ với thần thạch hay sao lang hàn cảm thấy khó hiểu một khối thần thạch có thể dựng dục ra một nguyên thế giới cực kỳ phức tạp việc như vậy đã quá kỳ quái nếu tấm gia thú có quan hệ với thần thạch tất nhiên cũng có lai lịch lớn không thể lưu thứ này Lăng Hàn thu ra thú và nhét vào trong ngực, sau đó rời đi. Trộm vật trọng yếu như vậy, hiển nhiên hắn không thể ở lại Thái Cổ Tông, hắn cũng thu trọng bảo của người ta. Vậy thì đi thôi, Lăng Hàn lại lượn quanh vị trí linh tuyền, hắn thu sạch linh tuyền vào pháp khí không gian, nếu muốn lấp đầy, không có thời gian vài năm là không được. Đi, Lăng Hàn mượn ra hư không thú xuống núi, sau đó khôi phục diện mạo thật sự, nghênh ngang rời đi. Xeo, một bóng người bay tới ngăn cản trước mặt hắn rõ ràng là một lão bộc dưới trướng như kiếm hoa, hiển nhiên hắn không nhận ra Lăng Hàn. Lão bá, có việc gì? Lăng Hàn mỉm cười hỏi. Đi thôi, lão giả nhìn Lăng Hàn một vòng, liền phất phất tay, dáng vẻ không kiên nhẫn. Nha, Lăng Hàn gật đầu, nhanh chân rời đi. Chờ một chút, lão giả lại đuổi theo, hắn cau mày nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nói. Bóng lưng của người khá quen, Lăng Hàn bình tĩnh đáp, lão bá gặp qua ta. Không có, lão giả lắc đầu lần nữa, cảm thấy mình quá đa nghi, lại phất tay nói. Đi thôi, một yên diệt, chôn vùi, chương 4039, trên trời rơi xuống. Tiểu la lị, nghiêu kiếm hòa đúng là lòng dạ hẹp hòi, không ngờ lại chặn cửa thái cổ tông tìm mình. Làm thế không sợ chọc giận thái cổ tông xuất động cường giả diệt các ngươi sao. Lăng Hàn nhìn về phía sau, nơi này đã rời khỏi thái cổ tông, bốn lão giả cũng không thể tới nơi này, bởi vậy không sinh ra phiền toái khác. Chờ sau khi mình bước vào tiên đồ, lúc đó xem ai đánh ai. Lăng Hàn cảm thấy không an toàn, sau khi rời đi xa, hắn lấy ra hư không thú khoác lên người, sau đó rời khỏi đường lớn. Khi hắn tiến vào trong rừng, hưu hưu hưu, lúc này có năm bóng người phá không lao tới. Nghiêu kiếm hoa và bốn lão bộc cùng xuất hiện, chờ chút, 1, 2, 3, 4, 5, năm tên cường giả tiên đồ. Lăng Hàn kinh ngạc, nghiêu kiếm hoa đã đột phá, nghĩ lại cũng phải, hắn bỏ qua phiêu miểu phong, lại không có đạt được tinh la lan quả, còn không đột phá tiên đồ thì làm gì? Uông Toàn, bản thiếu đã nói bao nhiêu lần rồi, thà giết lầm cũng không bỏ sót. Lại nghe Nghiêu Kiếm Hoa lạnh lùng nói, nếu ngươi cảm thấy bóng lưng rất giống ác tặc kia, ngươi nên lưu hắn lại. Chẳng lẽ ngươi không biết có dịch dung thuật cải biến dung mạo hay sao? Uông Toàn chính là lão giả ngăn chặn Lăng Hàn, hiện tại hắn rất an phận, ai bảo hắn thả Lang Hàn đi. May mắn hiện tại cũng chỉ là hoài nghi, nếu xác định hắn thả đi chính là tàn giả, đoán chừng như kiếm hoa đã hận muốn móc tim hắn ra. Chẳng qua chỉ là phàm nhân, chạy không xa, tìm cho ta. Như kiếm hoa nói thêm, vâng, thiếu ra, bốn lão giả chạy đi, khốn kiếp, không phải chỉ nện ngươi một gạch hay sao, có cần ghi hận như vậy không? Lăng hàn thầm kêu đáng tiếc, nếu như như kiếm hoa vẫn còn là tầm bí cảnh, lúc này hắn còn muốn ẩn nấp đi tới nện thêm một gạch nhưng tiên đồ. Ha ha, đoán chừng lăng hàn tới gần 10 trượng đã bị đối phương nhìn thấu, chẳng khác gì tự mình đưa tới cửa. Thu này, nhớ kỹ, lăng hàn quay người, hắn lặng yên rời đi, choàng ra hư không thú, tốc độ lăng hàn không nhanh, một buổi tối chỉ đi vài trăm dặm, chờ sau khi trời sáng, hắn tu luyện trước, sau đó tiếp tục lấy ra hư không thú rời đi. Không bao lâu sau, Thái Cổ Trân Quân sẽ biết mất trộm linh đồ, tàn dạ lại mất tích, khẳng định sẽ phái cao thủ đuổi bắt hắn. Mặc dù hắn đã cải biến hình dáng tướng mạo, cẩn thận một chút mới tốt dù sao dung mạo của hắn sẽ nằm trên bảng truy nã của Thái Cổ Tông hắn xuất phát về đế đô nhưng bởi vì bọc lấy ra hư không thú, tốc độ không nhanh lắm, chuyện này cũng không quan hệ, chỉ cần lại rời đi một chút, xác nhận an toàn, khi đó hắn có thể dùng toàn lực đi đường. Ban ngày qua đi, Lăng Hàn không tiếp tục gấp rút lên đường vào ban đêm, hắn bọc ra hư không thú dự định ngủ một giấc, chờ sau khi tu luyện xong, hắn sẽ dùng toàn lực lên đường. Xeo, một đạo sao băng hiện ra trên đỉnh đầu Lăng Hàn. Sẽ không đúng dịp như thế chứ, lại nện lên đầu ta. Lăng Hàn nuốt nước bọt, Hắn lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bởi vì ngôi sao băng thật sự rơi xuống vị trí của hắn. "Còn em ngươi?" Lăng Hàn vội vàng phát động chỉ xích thiên nhai, ầm ầm ầm, đây chính là rừng rậm, khắp nơi đều là cây. Lăng Hàn bạo phát tốc độ kinh khủng, một đường không biết đụng gãy bao nhiêu cây, lúc này mới ngừng lại, hắn xem khoảng cách, mình mới rời đi 10 dặm. May mắn, đoạn đường này đều là cây, dùng thể phách cường đại của Lăng Hàn hiện tại, va chạm như vậy vẫn ó thể thừa nhận được. "A!" À, Lăng Hàn kinh ngạc sao băng đã rơi xuống đất, vì sao không có động tính gì. Bị trò ăn, hắn hiếu kỳ, hắn vội vàng trở về, khoảng cách 10 dặm, hắn chạy tới rất nhanh. Lúc quay về vị trí cũ, Lăng Hàn nhảy lên một cây đại thụ, hắn cúi xuống quan sát và ngạc nhiên. Đó cũng không phải sao băng mà là một chiếc phi toa, toàn thân màu bạc, lưu tuyến hoàn mỹ tràn ngập mỹ cảm. Hắn bị vận rủi quấn thân sao? Tại sao thiên thạch và phi toa đều thích nện vào người hắn? Lăng Hàn khôi phục tinh thần, Chẳng lẽ bởi vì hắn nhiều lần phá vỡ cực hạn mới bị thiên địa ghen ghét, muốn dùng loại phương thức này xóa hắn đi. Đúng lúc này, cửa khoang phi toa mở rộng, một người bước ra ngoài. Sau đó, người này liền không có. Không phải đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian mà là người này quá nhỏ, bị phi toa ngăn cản không thấy được. Xeo, phi toa biến mất, đây mới là bốc hơi khỏi nhân gian, giống như chưa từng tồn tại bao giờ. Tại vị trí vừa rồi là một tiểu la lị chừng 6-7 tuổi, gương mặt tinh xảo đôi mắt thật to, tràn ngập ngây thơ và giảo hoạt, kỳ quái, vì sao hai đặc chất khác biệt lại xuất hiện trên cùng một người. A à nha nha, tại sao thiên địa linh khí thế giới này khôi phục rồi? Tiểu La Lị cảm thấy kỳ quái, nói, không phải Gia Gia đã nói, nơi này muốn khôi phục cần ít nhất ngàn năm hay sao? Bản ma vương cố ý lựa chọn mình, muốn thành lập một vương quốc to lớn, lại chất đầy soái ca trong long cung, mỗi ngày cho bản ma vương ăn điểm tâm vì sao nguyện vọng nho nhỏ này không thành hiện thực, chẳng lẽ bản ma vương bay lột, nơi này không phải thiên hải tinh. Hay ra ra lừa gạt ta, ừm, lão nhân này luôn luôn lừa gạt tiểu hải tử, không đáng tin cậy. Tiểu la lị tóc bạc cắn ngón tay, dường như đang suy nghĩ, qua một lúc mới nói. Tìm người hỏi trước đã, nàng lấy ra một cái thiên lý nhãn, nàng quan sát chung quanh, thiên lý nhãn nhanh chóng phát hiện lăng hàn. Không phải chứ, như vậy cũng có thể nhìn thấy, thổ dân, Tiểu La Lị tóc bạc kêu gọi Lăng Hàn, thật bị phát hiện, Lăng Hàn nhảy ra khỏi ngọn cây, hắn nghĩ thầm, thiên lý nhãn là bảo vật gì, tại sao có thể khám phá ngụy trang của gia hư không thú. A, à, hóa ra là soái ca, ánh mắt Tiểu La Lị tóc bạc sáng lên, nói, soái ca, có muốn ăn kẹo đường không? Quả nhiên nàng móc một viên kẹo ra, Lăng Hàn hoảng hốt, người muốn dùng kẹo đường dụ dỗ ta sao? Hắn cũng ý thức được, Tiểu La Lị này là hài tử có vấn đề. Tốt, hắn cười nói. Tiểu la lì tóc bạc rụt tay về. Vậy người cũng không thể ăn không, về sau phải cóng ta lên lưng, đút ta ăn, dỗ dành ta ngủ. Sách, điều kiện thật nhiều. Lăng Hàn cười ha ha, một viên kẹo đường có thể mua được ta sao? Không được, ta không phải người tùy tiện. Tiểu la lì tóc bạc gấp gáp, nói, kẹo đường của ta rất ngon, dùng sữa kim vân nghiêu làm nguyên liệu, lại thêm hàng linh tuyền, thiên vụ liên quả, dung hợp 108 loại phụ liệu. Lăng Hàn kinh ngạc, Kim Vân Nghiêu thành niên chính là tồn tại chân ngã cảnh, có thể lấy sữa của nó, tiểu la lị này tới từ hào môn sao. Ây, cho ngươi một miếng thịt, đổi hay không? Hắn lấy một miếng thịt khô trong pháp khí không gian. Ha ha, tiểu la lị tóc bạc mặt cười nhưng tâm không cười, cũng trợn mắt nhìn hắn. Khốn kiếp, ngươi chỉ là hài tử 6-7 tuổi, lang hàn giang tay ra, không đổi xem như xong, gặp lại.